Suji, một cô gái ngoan có hiền có dễ thương cũng có, vì bố cô là một kẻ bậm nhậu hay gây sự ở nơi công cộng nên họ thường phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Cũng chính vì thế mà Suji một năm phải chuyển đến 20-30 cái trường học. Việc chuyển trường đối với cô bé đã là chuyện thường ở phường. Thế nhưng lần này Suji được chuyển tới một ngôi trường vô cùng đặc biệt. Tại ngôi trường này, chuyện bạo lực học đường diễn ra như cơm bữa, thậm chí nó còn trở thành chuyện hiển nhiên trong mắt thầy cô và học sinh. Cái trường này trở nên loạn như vậy cũng chỉ vì những cuộc bỏ phiếu kín diễn ra hàng tuần. Suji, một người mới đến chẳng hiểu cái mô cái tê gì, đương nhiên không được ai bình chọn. Cũng chính vì vậy mà cô bé bị bạn học bón hành cho ra bã. Do quá a cay con chim cú nên Suji quyết định đi lên từ con số 0 trở thành người đứng đầu rồi đánh sập cái trò chơi ngớ ngẩn vớ vẩn này. Mỗi tuần tại lớp học này sẽ diễn ra một buổi bỏ phiếu kín. Những người không có phiếu bầu sẽ trở thành nạn nhân xấu số của mấy đứa đầu gấu đầu mèo trong lớp. Những người còn lại sẽ vui vẻ đứng xem cuộc vui hoặc không nhàn rỗi mà trực tiếp tham gia bắt nạt những người không có phiếu bầu. Ngày đầu tiên tới lớp học mới, Suji nhận ra bạn cùng lớp luôn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tới khi ổn định chỗ ngồi, Suji phát hiện ra ưng cô bạn cùng bàn của mình lại càng kỳ lạ hơn. Khắp người Ra Ưn là những vết sẹo chằng chịt. Không những vậy, Suji còn cảm nhận được rằng Ra Ưn không muốn giao tiếp với thế giới loài người. Chuông báo nghỉ giải lao giữa giờ vừa vang lên, Hajin liền dẫn theo hai cô bạn đến chỗ Suji giao lưu. Bầu không khí này khiến Suji cảm thấy bản thân như được quan tâm bởi sự hòa đồng của các bạn trong lớp. Thế nhưng Suji không hề hay biết rằng bạn cùng lớp của mình toàn là diễn viên chuyên nghiệp. Cô bé vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, bạn học của cô đã lập tức lộ mặt thật. Cả đám nhìn chằm chằm vào bóng lưng Suji đang rời đi. Ngày hôm sau, Suji phát hiện căng tin của trường rộng như vậy nhưng chỉ có duy nhất lớp của cô bé. Suji còn đang hoài nghi nhân sinh thì cô bạn ngồi bên bỗng nhắc tới ngày thứ năm đặc biệt. Suji tò mò muốn biết thứ năm có gì mà đặc biệt như vậy nhưng mọi người chỉ cười mà không nói. Suji lạ nước lạ cái với mọi thứ xung quanh, một mình dạo bước quanh trường. Đúng lúc này cô phát hiện Ra Eun đang bị bạn bè bắt nạt. Suji cho rằng Ra Eun nên báo cáo chuyện này với thầy cô nhưng Ra Eun nào có dám. Khi cả hai quay lại lớp học, chỉ thấy lớp trưởng Do A đang vẽ một hình tam giác. Sau đó Do A yêu cầu Suji tải xuống một phần mềm có tên kim tự tháp. Do Suji mới chuyển tới chưa hiểu chuyện nên Do A sẽ giới thiệu lại luật chơi một lần. Trong trò chơi kim tự tháp này, người chơi sẽ được chia thành nhiều khu vực dựa trên số phiếu bầu. Tùy thuộc vào lượng phiếu bầu nhiều hay ít mà người đó sẽ ở từng khung bậc khác nhau. Số phiếu bầu của bạn dựa vào việc bạn được bạn bè yêu quý hay ghét bỏ. Cấp càng cao đặc quyền càng nhiều. Người cấp thấp hơn không có quyền bật lại người cấp cao hơn. Không những vậy, còn có một trường hợp ngoại lệ được gọi là cấp F. Những người ở cấp F là những người không có một phiếu bầu nào. Nói cách khác, những người ở cấp F là những người bị cả lớp cô lập. Sau đó Do A bắt đầu giải thích về thể lệ bầu cử. Với 5 phiếu bầu trong tay, bạn có thể bầu cử cho 5 người nhưng lại không thể tự bầu cử chính bản thân mình. Đồng thời trong một phiên bỏ phiếu, bạn cũng chỉ được bỏ phiếu cho mỗi người một lượt. Đã rất nhiều lần Do A nhấn mạnh rằng trò chơi này không hề bắt buộc. Bạn có thể xóa phần mềm và thoát ra khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào. Thế nhưng Suji tin chắc rằng những người không tham gia sẽ đồng nghĩa với việc không có phiếu bầu. Nói cách khác, nếu không tham gia thì sẽ mặc định trở thành người ở cấp F. Bạn cùng bàn của Suji là một ví dụ điển hình. Ở lần bỏ phiếu trước, Ra Eun đã không tham gia. Suji nhìn quanh lớp phân tích xem ai có khả năng bầu phiếu cho mình. Những ngày qua Suji đã tích cực giao lưu với mọi người. Cô bé ngây thơ nghĩ mình đã có một vài người bạn tốt. Thế nhưng kết quả bỏ phiếu lại khiến Suji ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Có nằm mơ cô cũng không ngờ bản thân không có một phiếu bầu nào. Ngay sau khi có kết quả, Ji Eun bắt đầu bật chế độ quay xe. Mỗi khi mở miệng, Ji Eun đều sẽ chế nhạo Suji vài ba câu. Tới nước này Suji mới bắt đầu ngộ ra sự thật phũ phàng. Một bạn học thuộc cấp A bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt Suji rồi liên tục thổi còi. Những gì đang diễn ra trước mặt mọi người cũng đã phản ánh một phần sự thật của xã hội Hàn Quốc. Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạo lực học đường vẫn luôn tồn tại ở mọi nơi. Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, rất nhiều cô cậu học sinh tuổi còn nhỏ nhưng thích quyền lực, thích nhiều người phải sợ mình. Ngay cả phía nhà trường cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì phụ huynh những em học sinh đó có quyền lực quá khủng khiếp. Nhìn Suji có vẻ không phục, một bạn học lao tới định dạy cho cô một bài học. Chuyện bắt nạt không chỉ có thế. Những ngày sau đó, Suji bắt đầu nhận ra mức độ tàn khốc của trò chơi. Suji định báo cáo giáo viên nhưng chiếc camera cô thấy lúc mới nhập học đã biến mất từ bao giờ. Cô quyết định dùng điện thoại tự ghi lại mọi chuyện. Đúng lúc này Hajin bỗng từ đâu xuất hiện không ngừng an ủi Suji. Hajin còn cẩn thận dặn dò Suji nhanh chóng đi tìm chỗ trốn bởi mọi người đang tìm cô. Hãy cẩn thận một chút và cố gắng nhẫn nại nhé bạn yêu. Sau khi nhận lời khuyên từ Hajin, Suji vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Thế nhưng chẳng mấy chốc kế hoạch của cô đã thất bại thảm hại. Cũng chính vì điều đó mà Suji bị bạn bè tra tấn dã man hơn. Ngay vào ngày hôm sau, Suji bắt đầu nhận được những trò đùa ác ý hơn. Không chỉ một người mà cả lớp đều bắt nạt Suji mọi lúc mọi nơi. Tụi nó dùng tất cả những trò đùa mà tụi nó cho là vui để tra tấn Suji. Để thoát khỏi khó khăn này, Suji bắt buộc phải có đồng minh. Người đầu tiên Suji nghĩ đến chính là Ra Eun. Trước mặt cả lớp, Suji chủ động bắt chuyện với Ra Eun. Nhìn cách Suji đối xử với Ra Eun, ai mà nghĩ họ chỉ là bạn mới. Thấy Suji hành xử kỳ cục như vậy, Ra Eun vội kéo cô ra ngoài. Từ ngày bỏ phiếu, Ra Eun không hề đến lớp nên cô không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên Ra Eun cũng không hề biết chuyện Suji đang ở cấp F giống mình. Lúc này Suji cũng nói ra kế hoạch của mình. Bọn họ cần tìm người có phiếu bầu tương tự họ, sau đó gieo vào lòng những người đó sự đố kỵ và bất hòa. Hai người sẽ lợi dụng điều đó để không còn ở cấp F vào thứ năm tuần tới. Suji vốn nghĩ Ra Eun sẽ vui vẻ đồng ý.
Ai mà có ngờ Gia Eun từ chối ngay tại chỗ. Suzy không chịu bỏ cuộc liên tục thuyết phục Gia Eun, nhưng cô có nói đến rát cổ mỏi miệng thì Gia Eun cũng không thèm nghe. Suzy nhận ra Gia Eun đang hoang mang vô độ. Có lẽ do ở cấp ép quá lâu nên Gia Eun đã không còn niềm tin vào con người. Bởi Gia Eun không chịu hợp tác nên Suzy đành phải tìm cách khác. Suzy muốn tìm người tạo ra trò chơi này sau đó trở thành mục tiêu chính của người đó. Suzy nghi ngờ người tạo ra trò chơi dở hơi này là Jae-jim idol của lớp. Thế nhưng cô bé ngây thơ không hề biết rằng người bí ẩn kia vô cùng quyền lực. Những kẻ bắt nạt và những bạn học sinh ở cấp A còn sợ đến nỗi không dám thở khi đứng trước mặt người đó. Mỗi ngày chúng đều bày ra những trò đùa oái oăm. Lần này Suzy được thưởng thức đặc sản Bến Tre do các bạn chuẩn bị. Đó là món đuông dừa bò lúc nhúc. Suzy nhìn những người bạn thản nhiên trong lớp, họ đang vờ như không có chuyện gì xảy ra. Suzy chợt nhớ đến câu nói của Hajin, một cô bạn xinh xắn đáng yêu. Khi đó Hajin đã mang theo nụ cười thánh thiện khuyên nhủ Suzy. Lúc này Suzy đã nhận ra Hajin là người bắt đầu mọi chuyện. Danh tính của Hajin rất bí ẩn, ngay cả hiệu trưởng cũng phải khép nép trước mặt Hajin. Cũng chính Hajin là người đã đưa Suzy tới cái lớp điên rồ này. Đó cũng là lý do vì sao mà cô ấy luôn ở vị trí số 1 trong các cuộc bầu chọn. Hajin là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng và thấp bé. Ai mà có ngờ cô bé này lại là trùng cuối đứng sau mọi chuyện. Hajin cũng chính là người bắt nạt Gia Eun. Khi Gia Eun khóc lóc cầu xin Hajin hãy tha cho mình nhưng đáp lại cô là một câu trả lời tỉnh bơ. Tao đẹp chứ tao không dễ dãi. Sau đó Hajin bắt đầu thể hiện tài năng hội họa của mình. Hajin đã giả vờ để điều tra những suy nghĩ của Suzy người mới chuyển đến. Cảnh tượng này bị Gia Eun nhìn thấy. Thực ra lý do Gia Eun không hợp tác với Suzy là vì Hajin. Trước đó Gia Eun từng đến tìm Hajin để cầu xin cho Suzy nhưng kết quả nhận được là vài vết sẹo. Hajin nói với Gia Eun rằng cô đang lo lắng cho Suzy sao? Cái thân mình còn lo chưa xong mà còn đi lo cho người khác. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Hajin là con gái rượu của một gia tộc tài phiệt. Giáo dục là một ngành kinh doanh của họ. Đương nhiên trường học đó cũng là của bố Hajin. Thế nên hiệu trưởng mới phải khép nép như vậy. Trò chơi kim tự tháp được tạo ra bởi Hajin. Để có thể bắt nạt mà không bị ảnh hưởng, Hajin đã sử dụng sức mạnh của đồng tiền. Và lớp học của cô ấy cũng có một đẳng cấp riêng. Những ngày bị bắt nạt vẫn tiếp tục. Suzy không ngừng động viên mình cố chịu đựng. Cùng lắm là 3 tháng thôi. Đến khi bố chuyển công tác mình sẽ lại chuyển trường. Nhưng cô không ngờ rằng đơn vị của bố cô sẽ đóng quân ở đây một thời gian rất lâu. Như vậy có nghĩa là Suzy sẽ không chuyển trường nữa. Trở lại trường cô bé suy nghĩ rằng chỉ trong giờ giải lao chúng sẽ bắt nạt trong 10 phút này. Vì vậy chỉ cần tránh 10 phút này là ổn. Suzy vô tình phát hiện mỗi học sinh trong lớp của mình đều có thân phận và hoàn cảnh khác nhau. Bắt đầu với Hajin, Suzy muốn xác nhận cô ấy có phải là người tạo ra trò chơi này không. Không ngờ lần này Hajin lại không chọn giả vờ. Thay vào đó cô trực tiếp thừa nhận. Sau đó Suzy đến gặp Gia Eun. Suzy bắt đầu thể hiện mình đáng thương như thế nào để mong nhận được sự cảm thông từ Gia Eun. Nhìn cô bạn có vẻ đã siêu lòng, Suzy bắt đầu khóc to hơn nữa. Tuy nhiên câu trả lời của Gia Eun là không được. Trả lời tỉnh bơ luôn mới cay. Gia Eun không giải thích tại sao. Thay vào đó Gia Eun khuyên Suzy nên tìm những người bạn cùng lớp khác để được giúp đỡ. Dưới góc nhìn của Gia Eun thì Seong Yi và Seong A đều tốt bụng. Khi Gia Eun bị bắt nạt họ cũng mở rộng bàn tay giúp đỡ. Suzy nghe rồi hỏi sao bạn ngây thơ dữ vậy. Để cô bạn mình bớt ngây thơ và học được cách phân biệt đâu là bạn tốt, Suzy đích thân đưa cô ấy tới gặp họ. Sau khi nghe lời mời hợp tác của Suzy, cuối cùng Gia Eun cũng nhận ra bộ mặt thật của hai người. Bạn thấy không, họ luôn tốt với bạn bởi vì chưa có gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Nhưng khi mọi sự thay đổi, không chỉ riêng họ mà hầu hết các bạn cùng lớp đều mong bạn vĩnh viễn ở cấp F. Miễn là có người mãi ở cấp F thì họ sẽ tiếp tục sống sót. Đó là bản chất của con người. Trở lại lớp học, bạn cùng bàn của Jae-jim nhìn thấy cô ấy đang nhìn Suzy nên hỏi xem bạn có muốn giúp đỡ không. Jae-jim do dự một chút rồi vẫn quyết định từ chối. Ngày hôm đó Gia Eun tình cờ gặp Hajin. Hajin giơ chân phải lên dẫm lên giày của Gia Eun và hỏi cô có thích đi học nữa không. Sau đó Hajin bắt đầu dùng ánh mắt và những lời lẽ khiến những ngày sau đó Gia Eun không bao giờ đến trường nữa. Bởi vì bị cô lập và bất lực, cuối cùng Suzy lấy hết can đảm quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm. Cô nghĩ thầy sẽ giúp đỡ mình, nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như Suzy nghĩ. Thầy chủ nhiệm bắt đầu dùng điện thoại chụp ảnh vết thương trên cơ thể nạn nhân. Sau đó thầy sẽ dùng ảnh đó để tống tiền gia đình mà Suzy tố cáo. Chỉ vì trên người Suzy không có vết sẹo mà thầy chủ nhiệm định dùng ấm nước sôi gần đó để tạo một ít chứng cứ. Suzy muốn chạy ra ngoài nhưng bị thầy ngăn cản. Thậm chí thầy giáo còn dùng bạo lực với Suzy. May mà đúng lúc này Gia Eun bỗng xuất hiện ngoài cửa. Suzy lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài. Sau khi chạy thoát, Gia Eun mới kể cho Suzy nghe một chuyện. Trước đây cũng có một bạn học từng làm như Suzy. Ông thầy đó đã tìm đến nhà kẻ bắt nạt để tống tiền bố mẹ người đó. Và kết quả là kẻ bắt nạt sau khi bị tố cáo còn bắt nạt cô ấy thậm tệ hơn. Hôm nay Gia Eun trở lại trường để nộp đơn xin nghỉ. Nhưng khi thấy Suzy đi cùng giáo viên chủ nhiệm, cô liền chạy đến đây. Suzy bắt đầu trao đổi về các bước tiếp theo. Vẫn còn thời gian trước khi cuộc bỏ phiếu kim tự tháp tiếp theo bắt đầu. Suzy một lần nữa cầu xin Gia Eun tham gia trò chơi. Thế nhưng vào ngày bỏ phiếu, Gia Eun đã không xuất hiện. Ngay khi Suzy sẵn sàng chấp nhận số phận của mình, Gia Eun bất ngờ mở cửa tiến vào lớp. Kế hoạch của Suzy là hai người bỏ phiếu cho nhau, tương tự như cách mà Seong Yi và Seong A đã làm. Bằng cách này, bốn người sẽ cùng thuộc cấp D. Đây là cách dễ dàng để thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Suzy quyết định thực hiện nó nhưng thực tế lại khác.
Sau khi có kết quả bình chọn, Suji và Ja Eun không khỏi giật mình. Ha Jin đang chờ xem trò đùa cũng tỏ vẻ không thể tin được, bởi vì lần này Suji thực sự có 5 phiếu, Ja Eun cũng có 2 phiếu, người cấp ép lại là Jae. Điều này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ai đã bỏ phiếu cho Suji và Ja Eun? Suji nhất định phải tìm ra họ. Ja Eun đề nghị hai người nên giúp đỡ Jae nhưng Suji không đồng ý. Bởi vì trước đây khi cô ở cấp F nhiều bạn học từng tỏ ra coi thường cô. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Và tớ sẽ thay đổi hết những thứ còn lại. Cấp độ tăng đồng nghĩa với việc đẳng cấp của Suji cũng tăng theo. Những người bạn cùng lớp đã từng bắt nạt cô trước đó lần lượt tới xin lỗi. Ha Jin chúc mừng Suji đã thoát khỏi rắc rối. Suji biết rằng vẫn chưa đến lúc để đối đầu với Ha Jin. Không còn cách nào khác, Suji đành phải kết thân với Ha Jin. Ha Jin đáng sợ hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Chỉ vì cô bé này muốn chơi cùng Ha Jin mà cô sẵn sàng lấy bật lửa ra làm bỏng tay cô bé. Ha Jin có quyền lực tuyệt đối trong gia đình vì sự chiều chuộng của bà nội. Ngay cả bố mẹ Ha Jin cũng phải nhường cô 9 phần. Cách chơi game kim tự tháp dần trở nên rõ ràng hơn. Đầu óc Suji nảy số rất nhanh. Cô bắt đầu suy luận để tìm cách biết người đã bỏ phiếu cho mình. Học sinh có trình độ thấp tương tự nhau sẽ bỏ phiếu cho nhau. Chỉ những phiếu bầu còn dư mới bỏ cho cấp cao hơn. Vì vậy mà loại bỏ A và B. Suji đoán rằng những người bình chọn cho cô có thể là C và D. Trò chơi kim tự tháp còn thâm nhập vào nhiều nơi hơn là lớp học. Ha Jin cũng ra lệnh cho hiệu trưởng thay đổi hệ thống chấm điểm của học sinh trong học kỳ. Thay vào đó, học sinh sẽ tự chấm điểm cho nhau. Căn bệnh của Ha Jin đã vượt qua sức tưởng tượng của Suji. Để tìm ra ai đã bỏ phiếu cho mình, Suji tìm cách nói rằng phần mềm bỏ phiếu đã gian lận và cô muốn một cuộc bỏ phiếu giấy để kiểm chứng. Trò chơi kim tự tháp được lập trình bởi một bạn trong lớp để chứng minh rằng không có gian lận trong chương trình mình đã viết. Cô lập tức đồng ý với đề nghị của Suji. Sau khi có kết quả bình chọn, thấy kết quả hoàn toàn trùng khớp với phần mềm, Suji đã nói lời xin lỗi với mọi người. Đương nhiên cuộc kiểm tra gian lận này là giả. Lấy thông tin từ người bỏ phiếu mới là mục đích thực sự. Suji muốn thông qua cuộc kiểm tra để tìm ra ai đã bình chọn cho mình. Cảnh tượng Suji ghi chú người biểu quyết đã bị lớp trưởng nhìn thấy, nhưng Ha Jin vẫn không hề biết thông tin đó. Sau một thời gian, Suji đã tìm ra nguồn gốc của tờ ghi chú và ba người đã bỏ phiếu cho cô. Họ đều là những người không ưa Ha Jin. Sự thất thường của Ha Jin khiến Suji cũng hoang mang theo. Để ngăn không cho mình và các bạn bắt nạt, Suji tìm ra Eun và các bạn đã bỏ phiếu cho mình. Họ quyết định hợp tác với nhau để xóa bỏ trò chơi kim tự tháp. Theo mô tả của các bạn, trò chơi này chỉ bắt đầu cách đây không lâu. Một năm trước, lớp trưởng đề nghị chơi một trò chơi nho nhỏ. Chỉ cần bỏ phiếu cho những người mà các bạn yêu quý trong tháng đó. Những người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được cấp một số đặc quyền nhỏ. Ví dụ không cần phải dọn dẹp vệ sinh lớp học. Hay trong quá trình trực nhật, người đó được ưu tiên chọn những việc mình muốn. Nhưng dần theo năm tháng, trò chơi bắt đầu xấu đi. Giống như người cấp cao bắt nạt người cấp thấp. Các học sinh khác cho rằng lớp trưởng là người đã nghĩ ra trò chơi này. Không một ai biết rằng người đó lại là Ha Jin. Trước mặt lớp trưởng và Seo-ji, Ha Jin nói rằng cô muốn chơi trò chơi kim tự tháp giữa ba người. Lớp trưởng là người duy nhất không muốn chơi trò chơi này. Nhưng bố mẹ của lớp trưởng là cấp dưới của bố Ha Jin. Thế nên cô ấy không thể làm gì khác ngoài vâng lời. Đây cũng là lý do tại sao lớp trưởng không tiết lộ thông tin Suji ghi chép phiếu bầu. Muốn loại bỏ trò chơi kim tự tháp, Suji cho rằng cần tận dụng tỷ lệ liên minh cấp thấp để tăng tỷ lệ. Có nghĩa là tập hợp những người cấp thấp để cùng nhau nâng lên cấp C. Luật chơi là một người có thể bỏ tối đa 5 phiếu bầu. Suji đã tìm ra nguyên tắc của trò chơi. Chỉ cần 3 người họ cộng với 5 người cấp dưới bỏ phiếu cho nhau. Với số phiếu mà họ có, tất cả đều có thể được thăng cấp lên cấp C. Một khi kế hoạch diễn ra tốt đẹp thì sẽ có tổng cộng 11 người ở cấp độ C. Nhiều người hơn người cấp thấp hơn. Suji đã lấy trộm danh sách thành viên ở phòng giáo viên. Trong đó có những thành viên cấp thấp hiện tại. Ngoại trừ một số người phụ thuộc vào bố mẹ Ha Jin thì còn lại 3 người. Điều đó có nghĩa là họ phải có được 3 người này để có cơ hội chiến thắng. Những ngày tiếp theo, ba người dẫn đầu là Suji bắt đầu có mối quan hệ thân thiết với ba người được chọn. Trong khi đó, một nữ giáo viên muốn vạch trần nạn bắt nạt. Cô muốn biết điều gì đó từ Ja Eun. Cô giáo vừa rời đi, Ha Jin bỗng từ đâu xuất hiện và lôi Ja Eun sang một bên. Cô muốn hỏi thăm những gì Ja Eun vừa nói. Ja Eun ra sức thuyết phục Ha Jin rằng mình không nói gì cả. Trong khi Ha Jin và Ja Eun đang nói chuyện, điện thoại của Ja Eun bỗng reo lên. Không biết Ha Jin đã xem nội dung tin nhắn chưa. Tin nhắn được gửi bởi Suji. Cô muốn Ja Eun tiếp xúc nhiều hơn với một trong ba bạn đó. Jae-won có lòng tự trọng mạnh mẽ khi so sánh với Suji cấp C. Tuy nhiên, những người như cô ấy sẽ không cảnh giác với những người cấp thấp như Ja Eun. Nghe theo Suji, Ja Eun đi theo cô bạn đến một nơi nào đó. Tuy nhiên, khi Suji quay lại lớp học, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Gia đình Jae-won ở mức trung bình. Cô ấy không đủ tiền mua một chiếc máy tính cao cấp. Bây giờ cô ấy có một cái trên bàn. Điều này cho thấy Jae-won đã bị Ha Jin mua chuộc. Suji nhanh chóng gọi và chạy đi tìm Ja Eun. Cảnh tượng trước mắt khiến Suji kinh hoàng, nhưng sự thật thì chả có gì cả. Ha Jin bày ra mấy trò vừa rồi là để dụ Suji cùng Ja Eun đến đây. Lần này Ha Jin không giả vờ nữa. Thay vào đó, cô trực tiếp bộc lộ bộ mặt thật của mình. Ha Jin nhắc nhở Suji đừng dễ dàng tin tưởng ai đó khi bạn không biết rõ về họ. Ha Jin khuyên Suji nên cẩn thận với Ja Eun. Thấy kế hoạch của mình đã bại lộ, Suji không còn cách nào khác ngoài tìm kế sách mới. Tối đó, Suji đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Suji một mình lẩm nhẩm về trò chơi kim tự tháp. Nhưng có điều cô không biết rằng người thanh niên tại cửa hàng đang chú ý nghe những lời đó. Nhìn bên ngoài, anh ta là một nhân viên bán hàng.
Ai mà có ngờ anh ta lại là một hacker bí ẩn. Anh đã âm thầm quan sát mọi thứ hạng của game kim tự tháp. Ngày hôm sau, Jezim để vết son dính trên lon đồ uống của mình. Cô bạn cùng bàn tóc ngắn đã nhìn thấy điều này. Cô cầm lon nước lên để uống và chạm môi vào vết son đó. Lúc này Hajin cũng xuất hiện và hỏi về vết son trên môi bạn mình, vì cô chưa bao giờ thấy bạn ấy trang điểm. Eun Jung lập tức lau vết son đi và giả vờ như mình không biết gì. Cảnh tượng vừa rồi cũng không nằm ngoài tầm quan sát của Suji. Mục tiêu mới xuất hiện, Suji quyết thắng Hajin. Mặc dù bề ngoài có vẻ như các bạn trong lớp rất thân thiết với nhau, nhưng sau lưng họ đều có chung một lo lắng. Đó là vị trí của mình sẽ bị thay thế và một ngày nào đó mình sẽ rơi xuống cấp F. Cùng lúc đó, cha của Suji là một sĩ quan chỉ huy cao cấp đang xem một bản đề xuất về dự án mới mà tập đoàn của cha Hajin đang chuẩn bị hợp tác. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn. Giáo viên gọi đến để thông báo nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. Hiệu trưởng hy vọng ông ấy có thể tham dự. Trở lại trường, Suji chạy lên sân thượng gặp đồng bọn. Khi biết tin GAE đã lôi cô giáo vào chuyện này, Suji rất tức giận. Cô biết chắc chắn một mình cô giáo không thể làm gì được hiệu trưởng, mà trái lại kế hoạch của họ có thể bị hỏng luôn. Sau khi nghe những lời than vãn, Suji cũng nhắc lại chuyện GAE từng đối xử với hai người họ như thế nào. Trong lớp này ai cũng như nhau cả. Kế hoạch có thành công hay không là phải có sự tin tưởng. Sau khi GAE rời đi, Suji và Jaeun đến gặp người tiếp theo. Người đó là Haejun. Vì Suji có bằng chứng cho việc Haejun phản bội bạn bè nên họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Tối đó khi Suji và Jaeun ra tới cổng trường, họ phát hiện một người đàn ông đang âm thầm đi vào. Vì đây là trường nữ sinh nên chuyện đó không bình thường tí nào. Nhận ra đó là người làm ở cửa hàng tiện lợi nên Suji bảo Jaeun ở lại rồi trở lại trường một mình. Vừa gặp mặt, Suji đã đưa điện thoại đang gọi video với Jaeun cho người đó xem. Nếu Suji gặp vấn đề thì Jaeun sẽ lập tức báo cảnh sát. Bất ngờ người đó choàng vai để Suji xuống, đồng thời làm mất kết nối điện thoại. Hóa ra anh ta làm vậy vì sợ bị người đi ngang qua phát hiện. Không lâu sau, Suji phát hiện người này là anh trai của một cô bạn cùng lớp. Không những vậy, anh còn là một hacker mà Suji đã từng nhìn thấy tên trên báo. Sau khi Jaeun chạy vào, anh ta nói cho hai người biết sự thật rằng anh vẫn luôn theo dõi hoạt động của trò chơi kim tự tháp. Vì thế mà sau khi ra ngoài, Suji quyết định sẽ lôi ông anh này vào để giúp sức. Hôm sau, Suji đến cửa hàng để gặp người đó. Vì muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với em gái mình nên anh ấy đã đồng ý. Một thành viên tiếp theo mà họ sẽ lôi kéo về phe mình là Jae-hyung. Lần này sẽ là Jaeun ra tay. Sau thời gian quan sát, Suji biết Jae-hyung có một sở thích đặc biệt. Đó là đi chụp hình lén mấy bạn trong trường, hay còn gọi là biến thái. Jae-hyung đang thực hiện sở thích của mình thì bị phát hiện. Tưởng đâu lần này sẽ no đòn rồi thì Jaeun xuất hiện. Jaeun bất ngờ nắm lấy tay đối phương và bóp chặt. Jaeun khỏe đến mức làm cô bạn to con thế kia cũng phải đau đớn. Khi tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Jaeun, Jaeon giác ngộ luôn. Ngày hôm sau cũng là ngày họp phụ huynh. Nó diễn ra vào một ngày học bình thường. Nhà trường có tổ chức một buổi quan sát lớp học cho họ. Sau khi phụ huynh vào phòng chờ, Suji nhận được tin Jaeun đã thuyết phục được Jae-hyung. Họ đã gặp nhau để nói chuyện. Khi gặp mặt, Suji mới biết Jae-hyung gia nhập hội không phải vì bị uy hiếp mà là bị quyến rũ. Sau khi trao đổi với Jae-hyung, Suji đến gặp Jae-jin và nói về bí mật của cậu ấy mà Hajin đang nắm giữ. Đó chính là mối quan hệ với Eun Jung. Nó đã bị Hajin lấy ra để uy hiếp Jae-jin tham gia trò chơi này. Suji cũng nói thẳng yêu cầu của mình để đổi lấy sự im lặng. Vì Jae-jin là con một gia đình giàu có, là một idol của trường và là một thực tập sinh của công ty giải trí lớn, nên khi Jae-jin trở thành cấp F sẽ không ai dám bắt nạt cậu ấy. Và Suji cũng nói thêm một điều mà Jae-jin muốn nhất, đó là đánh bại Hajin trong chính trò chơi của cô ấy. Trong khi đó, bố của Suji cũng đã xuất hiện, thế nhưng ông lại đến với bộ quân phục sĩ quan. Lúc bước vào phòng chờ, phụ huynh nhìn thấy quân hàm trung tá cũng chả mấy quan tâm. Sau đó cô giáo bước vào phòng và hỏi một câu làm ông ấy biết có điều gì đó chẳng lành. Ông biết được bao nhiêu về cuộc sống học đường của Suji con gái mình. Ông và mọi người trong phòng đều bất ngờ khi nghe cô giáo nói rằng bạo lực học đường đang tồn tại trong lớp cô bé. Bên này mặc dù đang bị cả hai bên uy hiếp, nhưng Jae-jin vẫn chọn con đường an toàn nhất cho mình ở hiện tại. Không thể mạo hiểm để đối đầu với Hajin, bởi vì cô bé biết Hajin được chọn làm vai phản diện là có lý do cả. Lý do đó cũng đã lập tức xuất hiện. Một tin nhắn được gửi đến nhóm chat của lớp. Đó là lời trăn trối của Seung-i. Cô bạn muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng trước khi đi, cô bé cũng không quên lôi Suji xuống cái vũng bùn mà Hajin đã tạo ra. Các bạn trong lớp nhận được tin nhắn liền nhanh chóng chạy về lớp học. Seung-i đang khóa cửa và cố gắng dùng dao để làm mình bị thương. Một vết cắt được tạo ra trên cổ tay cô bé. May mắn thay, khi máu vừa nhỏ xuống sàn thì có người đã mở khóa để vào kịp lúc. Khi Suji chạy đến nơi thì các bạn trong lớp liền đưa ánh mắt phán xét nhìn cô bé. Ai cũng nghĩ nguyên nhân làm cho Seung-i nghĩ quẩn là Suji. Lúc này Suji nhận ra Hajin đáng yêu mà cô bé biết quả thật không đơn giản như cô nghĩ. Suji tin chắc rằng chuyện này là do Hajin dựng nên và Seung-i cũng chỉ đang diễn kịch mà thôi. Lúc này Hajin cũng tiến đến để nói với Suji. Cuối cùng thì cậu cũng biết mình sai ở đâu rồi nhỉ? Jae-jin đứng cạnh đó cũng nghe được rồi tự hỏi sao bạn mình diễn đỉnh dữ vậy. Hajin nói xong tính bước đi thì Suji kéo lại để hỏi một câu cô bé đang thắc mắc. Đi khám chưa bạn? Hajin chỉ cười nhẹ rồi bảo phim mới đến tập 5 à? Bạn cứ chờ xem nhé. Lúc đó bố Suji và các phụ huynh cũng đến nơi. Những việc trước mắt làm các phụ huynh hoang mang. Cô giáo Na-hi hỏi thăm Suji có bị làm sao không. Ông thầy thấy tình hình không ổn nên cố đánh lạc hướng bằng cách nói các học sinh mình nghĩ ra mấy trò chơi hơi quá rồi. Nhưng một phụ huynh lên tiếng.
Bà nói rằng con gái mình kể lại bạn mới chuyển đến đã làm gì đó. Suzy đứng trước tình cảnh này chỉ có một lựa chọn tốt nhất là im lặng. Cô phải làm vậy cho đến khi nghĩ ra phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt này. Một vài phụ huynh lên tiếng chỉ trích thì Ja-eun bước ra. Nhưng chưa kịp nói thì Ha-jin đã tiếp tục vai diễn của mình. Ha-jin nói đó chỉ là sơ suất vì Suzy chưa hòa nhập được với môi trường mới thôi. Và bọn cháu có thể tự lo chuyện này. Sau đó Ha-jin nhìn sang mẹ của mình để ra hiệu. Khi bà ấy lên tiếng thì những người khác cũng nhanh chóng đồng ý. Suzy nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của bố. Ánh mắt đó như muốn nói với bố là hãy tin tưởng con. Sau đó các phụ huynh ra ngoài xem mấy đứa nhỏ tự giải quyết mâu thuẫn với nhau. Họ chỉ có thể nhìn những gì đang diễn ra qua lớp kính cách âm bên ngoài. Lớp trưởng nhắc lại luật ngầm trong cái lớp này. Chỉ có những bạn cấp A hoặc được cấp A cho phép mới có thể làm những gì mình muốn với cấp F. Còn Suzy thì không phải cấp A và Seung-i cũng không phải cấp F. Thế nên đây giống như một ủy ban kỷ luật. Lớp trưởng hỏi ý kiến các bạn về hình thức kỷ luật. Đây cũng là lúc mà Suzy nhận ra bước tiếp theo trong kế hoạch của Ha-jin. Đó là tịch thu phiếu bầu của Suzy. Qua đó mà có thể loại được cô bé ra khỏi lần bỏ phiếu tiếp theo. Đương nhiên kế hoạch lật đổ kim tự tháp cho các bạn cấp D cũng phá sản. Suzy nhìn vào Seung-i và lên tiếng hỏi về điều mấu chốt nhất. Đó là chuyện mình bắt nạt cô bạn ấy thế nào. Seung-i suy nghĩ rồi nói Suzy đe dọa. Nhưng đe dọa bằng gì hay Suzy có gì để đe dọa thì cô bé không thể trả lời. Ja-jae-on lên tiếng để hướng sự chú ý của các bạn còn lại vào sự thật trước mắt chứ không phải chứng cứ. Nhưng với những câu hỏi sắc bén của Suzy, Ha-jin nhận ra mình nên bắt đầu bước thứ ba của kế hoạch. Đó chính là biểu quyết. Những cánh tay tán thành việc phán quyết Suzy lần lượt giơ lên trong sự tự hào của người lớn bên ngoài. Đến nỗi cô giáo Na-hi phải lên tiếng. Đó không phải là dân chủ để quý vị tự hào. Đó chẳng khác gì một cuộc hành quyết công khai cả. Không thể đứng nhìn học sinh của mình làm điều đó, cô giáo Na-hi quyết định bước vào. Thế nhưng mẹ của Ha-jin đã ngăn lại. Nếu cô bước vào đó thì con bé Suzy sẽ trở thành con mồi của tôi. Cô giáo Na-hi phải suy nghĩ thiệt hơn rồi buông tay. Suzy nhận 21 trên 24 tán thành hình phạt bị tước phiếu bầu cho lần bỏ phiếu tiếp theo. Suzy cười trong lòng rồi nghĩ thầm. Lần này mình tiêu rồi. Nhưng cũng không quên nhìn Ha-jin. Có một đối thủ như thế này thì phim mới hấp dẫn được chứ. Giờ giải lao, cô giáo Na-hi phải lên văn phòng để nhận khiển trách từ cấp trên cho hành động vừa rồi của mình. Đương nhiên là bà hiệu trưởng cũng không quên kèm theo lời hăm dọa về việc gia hạn hợp đồng của cô giáo Na-hi. Trên sân thượng của trường, ba người bạn vẫn chọn sát cánh cùng Suzy. Khi Ja-eun hỏi vì sao bố Suzy lại có mặt ở trường thì Suzy đoán ngay ra là Ha-jin đã làm điều đó. Và chắc chắn chuyện hôm nay vẫn còn chưa xong. Sau giờ giải lao, cả lớp và phụ huynh bước vào một buổi học đặc biệt. Ha-jin bắt đầu giới thiệu về trò chơi kim tự tháp và mời phụ huynh quét mã QR để tải ứng dụng về. Ai cũng bất ngờ về những gì mà Ha-jin đang làm. Suzy không thể tin được là bạn mình lại nghĩ ra trò này luôn. Khi Ha-jin nói đến đoạn hướng dẫn bỏ phiếu thì mẹ cô bé bất ngờ lên tiếng phản đối. Điều này khiến sắc mặt Ha-jin lập tức thay đổi. Cô bé bỗng nhìn chằm chằm mẹ mình. Thầy chủ nhiệm thấy sếp lớn lên tiếng nên nhảy xuống ngay. Đang tính dẹp cái trò này thì sếp lớn hơn cả sếp lớn lại đến. Bà ấy chỉ cần cười với Ha-jin là thầy chủ nhiệm lui cung liền. Khi có phụ huynh thắc mắc sao họ phải tham gia thì bà chủ tịch nói nếu cháu tôi muốn thì cứ làm theo đi. Và kết quả cũng sớm có được. Người đứng ở hạng F đương nhiên là Suzy. Đó cũng là kế hoạch mà Ha-jin vạch ra để cảnh báo tất cả các bạn trong lớp và đặc biệt là Seung-i rằng mọi người có thể trở lại hạng F bất cứ lúc nào. Khi Suzy nghe thấy bố mình tỏ ý đồng tình với những gì đang diễn ra về phân cấp trong trường học và người cấp dưới phải theo mệnh lệnh của cấp trên như trong quân đội, Suzy hỏi bố nếu mệnh lệnh đó khiến người ta phải đi đến con đường xuống suối vàng thì sao. Câu hỏi làm ông ấy chưa hết bất ngờ thì Ha-jin hỏi người ta là ai rồi nhìn về phía Ja-eun. Ja-eun chỉ biết cúi mặt mà không dám đối diện. Suzy khẳng định mình sẽ phá nát cái kim tự tháp đó. Lời tuyên bố đó lại làm cho bà chủ tịch bật cười và đánh giá cao cô bé này. Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, Suzy quay lại lớp học thì Jae-jin cũng đi vào. Cô bé bắt đầu mỉa mai vì biết chắc là Suzy cũng sẽ như Ha-jin và bí mật của mình cũng sẽ bị Suzy mang ra để đe dọa. Nhưng câu trả lời của Suzy làm Jae-jin bất ngờ. Bí mật đó chẳng là gì so với việc Ha-jin bị tâm thần cả và tớ không giống cậu ấy. Trở lại cửa hàng tiện lợi gần trường. Mặc dù Suzy đang gặp chút rắc rối nhưng với ba người bạn trước mặt có thể bỏ phiếu cho mình nên Suzy cũng yên tâm. Nhưng cô bé nhớ ra lúc nãy Jae-hyung đã giơ tay tán thành trong lần bỏ phiếu vừa rồi. Còn Jae-i thì có vẻ đang dần mất sức chịu đựng. Suzy biết người có nguy cơ lọt vào hạng F sẽ không phải mình mà là Ja-eun. Vì ngoài phiếu của Suzy ra thì dường như hai người bạn còn lại rất có khả năng sẽ quay đầu. Còn Suzy mặc dù không bỏ phiếu được nhưng vẫn có thể nhận phiếu. Và ít nhất là Suzy đã có một phiếu của Ja-eun. Khi vào trong cửa hàng, Suzy cũng tiết lộ về kế hoạch B của mình và ông anh. Đó là chiếc camera giấu trên bảng của lớp học. Hiện tại nó chưa có gì để công khai nhưng đó sẽ là tấm khiên cuối cùng mà Suzy có thể dùng. Trong thời gian đó, Suzy muốn Ja-eun hãy đi tìm những người có thể giúp mình bằng cách thuyết phục chứ không phải đe dọa, bởi vì họ phải khác với Ha-jin. Suzy ngồi ở cửa hàng mãi cho đến đêm mà chẳng có tâm trạng để đi về nhà. Thế là ông anh Seung Hoa phải ném ba lô của Suzy lên xe tải. Điểm bỏ hàng tiếp theo của nó cách chỗ họ đứng hơn 1 km. Suzy tự hỏi sao trần gian này lắm kẻ tâm thần thế không biết. Khi họ chạy đến cửa hàng tiếp theo, Suzy nhìn thấy tấm bảng cảnh báo có camera giám sát của cửa hàng. Suzy lập tức nghĩ ra một kế sách khác, nhưng nó sẽ nằm trong một bước của kế hoạch lớn hơn. Sáng hôm sau cũng là ngày sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu.
lần này Hajin được chứng kiến đối thủ của mình ra tay lạnh lùng như thế nào. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch lật đổ kim tự tháp của mình, Suji đã thành công khi lấy được sự tin tưởng từ một nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch, đó chính là Zezim. Nếu trong lớp của họ người có đủ tiếng nói và thực lực để nói chuyện ngang hàng với Hajin chỉ có thể là Zezim. Vì vậy mà mới sáng sớm Zezim đã vui vẻ nhìn Hajin và nói về chuyện hôm qua. Hajin đã công bố trò chơi kim tự tháp cho phụ huynh, điều đó đã vi phạm vào quy tắc không công khai mà cả lớp đã định ra, cho nên Hajin cũng phải chịu hình phạt tước phiếu bầu như Suji. Mặc dù có nhiều người tỏ vẻ lo lắng và không dám lên tiếng nhưng một cuộc bỏ phiếu kín đã được diễn ra. Có 13 trên 24 phiếu đồng ý, hình phạt đã làm Hajin tỏ vẻ khó chịu. Khi cả lớp đang học thể dục thì Hajin một mình trên lớp để suy tư, nhìn gương mặt của cô bé rồi tưởng tượng ra những gì đang diễn ra bên trong bộ não đó. Nó làm mình nổi cả gai ốc luôn ấy. Vẫn còn thời gian trước khi đến giờ bỏ phiếu, nên với IQ 300 của mình Hajin đã cho ra lò một kế hoạch mới. Khi cả lớp trở lại phòng học thì một tin tức chấn động được cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ. Tin tức này không nhắm thẳng vào bất cứ cá nhân nào, nhưng lời lẽ và tấm ảnh chụp từ phía sau đã làm mọi người khẳng định đó là Zezim. Một chi tiết trong đó khiến Eun Jung nghĩ ngay là một bạn trong lớp đã tiết lộ thông tin cho báo chí. Đó là phòng tập thể dục mà bố Zezim đã xây tặng trường. Ji Eun lên tiếng chế nhạo khi thấy hành động của Eun Jung. Có lẽ vì cay bạn mình lâu rồi nên vừa nhìn gương mặt thách thức đó, Ji Eun liền chạy đến và tặng bạn một món quà lên mặt. Ji Eun định chửi lại thì nhận thêm một cái nữa. Chưa dừng lại ở đó, Eun Jung tiếp tục lao đến và giáng thêm vài vết ngón tay lên mặt Ji Eun. May mắn là Ja Eun và Zezim đã ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ngay lúc đó Hajin lên tiếng nhắc về bức ảnh chụp lén Zezim. Chắc chắn có người đã đặt camera trong lớp mình. Sau đó chiếc máy quay trên bảng cũng đã bị phát hiện. Chỉ cần xem thẻ nhớ là có thể biết được người đã đặt nó lên đó. Theo luật thì người làm việc đó sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. Ja Eun cảm thấy lo lắng nhìn sang bạn mình, còn Suji vẫn giữ cái đầu lạnh để tập trung tính kế. Nhưng bất ngờ cô giáo Na Hi xuất hiện và nhận nó là của mình. Cô nói trong lớp đang có chuyện gì đó xảy ra và cô muốn tìm hiểu chuyện đó là gì. Nhưng Hajin nói thẳng là mình không tin cô. Cô giáo Na Hi lập tức giật lấy chiếc máy quay rồi giẫm nát. Việc tự nhận mình đặt máy quay trong lớp cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn hợp đồng của cô với nhà trường. Các thầy cô còn lại xôn xao bàn tán trước hành động có đôi phần dại dột của cô giáo Na Hi. Trước khi rời đi, cô Na Hi cũng không quên dằn mặt mọi người. Sự nghiệp giảng dạy của cô tuy phải tạm dừng nhưng ít nhất cô đã không còn áy náy với hai chữ giáo viên khi công tác ở ngôi trường này. Câu nói đó lại gieo vào lòng giáo viên Choi một mối bận tâm sâu sắc. Sau khi ra ngoài, cô thấy Suji đang đứng đợi để nói lời cảm ơn vì những gì cô đã làm. Cô giáo Na Hi cũng không quên động viên Suji phải chiến thắng. Nếu có việc gì cần hãy cứ gọi cho cô. Sau khi bí mật về chiếc camera giấu kín bị bại lộ, Suji lập tức lên sân thượng để họp hội chị em. Ban đầu bí mật này chỉ có Suji và Ja Eun biết. Là người lắp chiếc camera đó, đương nhiên Suji sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Vậy ai là người nói? Ai nói hả các chị em? Làm gì còn ai ngoài Ja Eun nữa trời? Cách đây không lâu, bởi vì thương bạn nên Ja Eun đã nói cho GAE bí mật về chiếc camera. Cô bé muốn bạn mình biết để cẩn thận trong từng hành động. Thế nhưng lòng tốt và sự tín nhiệm của cô đã bị phản bội. Bí mật mà có người khác biết thì đã không còn là bí mật. GAE đã đem chuyện này kể cho một bên thứ tư. Sau khi biết chuyện mình bếp xếp đã bị bại lộ, GAE chỉ biết rơi nước mắt nói lời xin lỗi rồi rời đi. Nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp khi ở cùng hai người bạn. Đó là quãng thời gian duy nhất cô bé cảm nhận được hai chữ tình bạn kể từ khi bước chân vào ngôi trường này. Trước đó Suji muốn Ja Eun và các bạn không bỏ phiếu cho mình. Như vậy thì cô bé sẽ rơi xuống hạng F. Chiếc camera đó sẽ được sử dụng để ghi lại hình ảnh cô bé bị bắt nạt. Nhưng bây giờ kế hoạch B và chiếc camera không còn. Thế nên Suji phải chuyển sang kế hoạch C, đó là loại bỏ hạng F. Hiện tại những người đang có nguy cơ gặp hạng F chính là Ja Eun và Eun Jung vì hành động đánh bạn vừa rồi. Ngoài ra Suji còn phải giải quyết vấn đề của Zezim để lấy lại lòng tin của các bạn trong lớp. Theo kế hoạch của Suji thì Zezim phải tạm thời cách ly cô bạn tóc ngắn của mình. Hơn nữa Zezim phải tỏ ra đồng tình với việc các bạn trong lớp không bỏ phiếu cho Eun Jung, phải để Eun Jung rớt một vài hạng. Như thế sẽ an toàn hơn cho Eun Jung và cả Zezim. Cuộc bỏ phiếu sau đó diễn ra đúng như kế hoạch của Suji. Zezim đã vươn lên hạng A cùng với Hajin. Tuy nhiên có một bạn khác cũng lọt vào top 3, đó là Eun Bion. Có vẻ cô bé rất chờ đợi giây phút này. Kết quả của những hạng khác làm cho Hajin không vui lắm. Lần này không có hạng F. Điều đó khiến Hajin nhận ra trận này mình đã thua. Sau đó một cuộc gặp gỡ ngắn giữa ba người Hajin, Suji và Ja Eun diễn ra tại sân sau trường học. Nhờ sự can đảm của Suji mà lần đầu tiên Ja Eun dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hajin. Giữa họ có một bí mật gì đó mà Hajin đã dùng để uy hiếp Ja Eun. Nhưng Suji không quan tâm điều đó là gì. Sau khi nói những lời bảo vệ Ja Eun, Suji trực tiếp đuổi Hajin vào lớp. Cuộc nói chuyện của ba người cũng bị Ui nhìn thấy. Sáng hôm sau Hajin vào đến lớp đã thấy Suji tươi cười nói chuyện cùng các bạn. Suji biết mình có một thứ mà Hajin không hề có. Một thứ có thể khiến Suji thắng Hajin. Đó chính là sự chân thành. Suji đợi Seung-i vào lớp rồi tiến đến xin lỗi vì chuyện lần trước. Điều đó làm cho Seung-i và các bạn khác bắt đầu có thiện cảm hơn với Suji. Khi GAE bước vào, lời chào của Suji làm các bạn nhận ra là mình đã quên cách chào nhau rồi. Với lại bây giờ cũng đâu có hạng F nữa. Nên không thân mà chào nhau thì cũng có sao đâu. Sẵn tiện thì Suji cũng gieo vào đầu các bạn về việc bỏ đi trò chơi kim tự tháp.
Ra Jeon và Ui tính lao lên để hơn thua nhưng mà Suji nhắc làm vậy sẽ khiến Hajin sợ đó. Vậy là hai bạn rén liền. Vào giờ giải lao, cô bạn Eunbyeon lập tức biến hình. Eunbyeon bắt đầu sử dụng đặc quyền hạng A của mình. Sự biến chuyển bất ngờ này khiến Suji nhận ra cô bạn rụt rè nhút nhát trước đây thật ra là một quân bài ẩn của Hajin. Bây giờ là lúc Hajin sử dụng quân bài đó. Lần gặp mặt tiếp theo tại cửa hàng tiện lợi đã có thêm thành viên mới là Jaejim. Sau khi gửi lời hỏi thăm đến em gái của Seung Hwa thì Jaejim cũng gửi lời xin lỗi. Vì khi bạn ấy bị bắt nạt, Jaejim đã đứng ngoài cuộc. Nhưng từ bây giờ thì không như thế nữa. Suji bắt đầu nói về bước tiếp theo của kế hoạch. Đó chính là biến công chúa trở thành thường dân. Sau đó tại buổi trực nhật khi các bạn đang dọn dẹp thì Hajin và Eunbyeon ra về. Suji lập tức lên tiếng và dùng lý lẽ khiến Hajin không thể cãi lại. Hơn nữa vì Jaejim cũng là hạng A mà làm việc rất chăm chỉ nên Hajin không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Sau buổi trực nhật, Suji theo cô bạn về nhà vì phát hiện tay Jaeun bị thương khi sửa ống nước. Vì Suji thường sống tự lập khi bố đi công tác nên mấy cái này Suji làm một phát là xong. Jaeun đãi bạn mình vài món đơn giản mà cô bé biết nấu. Hai người đang ăn thì Hajin nhắn tin bảo Jaeun ra ngoài gặp mặt ngay. Bình thường Jaeun sẽ vâng lời nhưng hôm nay có Suji ở đây nên tin nhắn từ chối đã được gửi đến Hajin. Lúc đó Jaeun cũng kể lại mình và Hajin đã quen biết nhau từ hồi cấp 1. Ngày hôm sau khi trở lại trường, Suji tiếp tục nhờ các bạn thực hiện kế hoạch của mình. Đó là nâng hạng cho Jaeun. Đầu tiên là tung tin đồn về chuyện Jaeun luôn bị hạng ép. Nguyên nhân không phải do Jaeun mà là do có ai đó đã phản bội cô bé. Kế đến là thay đổi cái nhìn của các bạn trong lớp về Jaeun, phối hợp với các hành động gây thiện cảm của Jaeun trong lớp. Mọi người bắt đầu thắc mắc tại sao Jaeun luôn ở hạng ép. Khi Suji trở về nhà, cô bé nhận được tin tức bất ngờ từ bố mình. Ông ấy đã được bổ nhiệm công tác và sẽ chuyển đến nơi khác để làm việc. Cũng có nghĩa là Suji sẽ chuyển trường. Tin tức này khiến Suji không biết nên vui hay nên buồn. Hôm sau Jaeun đột nhiên vắng mặt mà không có lý do. Điều đó khiến Suji cảm thấy lo lắng, đặc biệt là hôm đó Hajin cũng không đến lớp. Thậm chí Suji gọi điện thoại mà Jaeun cũng không bắt máy. Đến tối về nhà, Suji phát hiện một sĩ quan trong khu nhà đang đưa mấy món đồ của tập đoàn gia đình Hajin lên nhà. Cô bé nhanh chân đến giúp đỡ và nhận ra đó là thượng tá Hong. Sau đó Suji vào phòng bố để tìm hiểu về điều mình đang nghi ngờ. Quả nhiên lệnh bổ nhiệm đó đúng là do thượng tá Hong ký. Nói cách khác, cấp trên của bố đã nhận quà của nhà Hajin để điều chuyển công tác bố Suji. Đúng lúc đó Suji nhận được cuộc gọi khẩn từ Jaeun nhưng Hajin đã giật máy. Cuộc gọi khiến Suji phải lập tức chạy đến nhà Jaeun ngay trong đêm. Tới nơi, Suji phát hiện Hajin đang đứng trước cửa và Jaeun đang ôm tay với một vết bỏng. Cuộc trò chuyện của ba người tiết lộ một phần bí mật của Jaeun. Chính vì bí mật này mà Jaeun phải nhẫn nhịn sự hành hạ của Hajin suốt bao năm qua. Suji cũng nói thẳng với Hajin rằng cô bé sẽ không chuyển trường như ý muốn của Hajin. Thay vào đó, Suji sẽ ở lại để phá trò chơi đó. Hajin nở một nụ cười lạnh rồi rời đi. Nhưng sau đó nét mặt lạnh lùng khiến người ta dựng tóc gáy lại hiện lên. Sáng hôm sau, Jaeun chờ Suji ở gần trường rồi hai người đến cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị tung các file ghi âm lên mạng. Seung Hwa cảnh báo nếu làm điều này thì cái kết của Suji có thể sẽ như em của anh. Thế nhưng nếu Suji sợ thì cô đã không bắt đầu cuộc chơi này rồi. Vào giờ giải lao, Suji phát hiện nhóm của Hajin đang hẹn nhau ở phòng múa. Cô bé liền đánh cháo điện thoại của mình và điện thoại của lớp trưởng. Eunbyeon nói với Hajin rằng cô bé muốn chuẩn bị vài thứ khiến các bạn trong lớp phải chịu nhiều đắng cay. Sau khi lớp trưởng trở về, Suji tìm lý do nhầm lẫn để lấy lại điện thoại. Nhờ có phần mềm nghe lén của ông anh hacker mà Suji biết sắp có chuyện không vui rồi. Còn chuyện đó là gì thì phải chờ thôi. Vào giờ thể dục, vì giáo viên không đến do bận chuẩn bị cho chuyến dã ngoại nên Eunbyeon sẽ cùng lớp trưởng hướng dẫn các bạn tham gia môn bóng ném. Bọn họ chỉ kéo lớp trưởng vào chứ thật ra đó chỉ là cái cớ để hợp thức hóa trò chơi mà thôi. Sau khi mất đến 16 phút để phổ biến luật chơi và cãi nhau thì Suji nhắn tin cho Jaejim. Suji bảo Jaejim lên tiếng thay đổi một vài điểm mấu chốt trong trò chơi. Ban đầu Eunbyeon muốn dồn hết trung tâm vào bốn bạn có hạng D với một phiếu bầu. Nhưng Suji đã sửa lại một chút. Với 3 quả bóng và số điểm khác nhau, cả lớp sẽ chia thành 4 vòng. Hạng A ở vòng ngoài, hạng B ở vòng thứ 2, hạng C ở vòng 3 và cuối cùng là hạng D. Cứ ném bóng trúng bạn mình thì sẽ ghi được điểm. Mục đích là để cái lớp này loạn lên và mọi người sẽ căm ghét lẫn nhau. Khi đã bắt đầu thì sẽ không thể nào dừng lại được. Một người bị ném trúng sẽ tiếp tục ném những người tiếp theo. Cứ như vậy cho đến khi nào không còn sức để ném nữa. Cô bạn Jae bị ném đến ngã xuống đất. Jae đang tính ôm mặt chịu trận thì Jaeun đứng ra để ngăn bạn mình lại. Hành động chuyển vòng này cũng khiến Jaeun bị trừ điểm theo luật. Khi cuộc chiến đang tạm dừng lại thì Suji nhặt quả bóng cuối cùng còn sót lại trên sân. Hiện tại các quả bóng còn lại đều được các bạn của Suji giữ lấy và không ném đi. Đó là kế hoạch của Suji. Suji chỉ giữ bóng rồi đi đến chạm vào người bạn khác để ghi điểm. Vì trong luật không quy định là phải ném. Hành động đó khiến Jaeon chạy đến để giật bóng và tiếp tục ném bạn mình. Nhưng kết quả nhận được chỉ là ánh mắt khó chịu từ các bạn trong lớp. Nói cách khác, kế hoạch của Hajin đã bị phá sản và Suji lại thắng trận này. Điều đó khiến Hajin cảm thấy vô cùng khó chịu. Kể từ khi cô bạn Suji xuất hiện, Hajin đã nhiều lần thua cuộc. Nhưng Hajin sẽ không để chuyện này tiếp tục. Ngoài IQ cao giống như Suji, Hajin còn có thêm một thứ lợi hại khác, đó là quyền lực. Nó nhanh chóng được Hajin thể hiện bằng một tin nhắn gửi đến bạn mình. Hajin đã biết tin Suji đang bí mật thu thập file ghi âm. Cô bé cảnh báo Suji nếu file đó bị lộ thì cô cũng sẽ tung con bài của mình.
Đó là một tài liệu mà Hajin đã dày công sắp đặt để bố Suji vướng vào án tham nhũng. Những thứ mà Suji nhận được từ Hajin khiến cô bé không còn sự lựa chọn nào khác. Suji đến cửa hàng tiện lợi của Seung Hwa để suy nghĩ về việc xóa mấy tập tin ghi âm theo lời đe dọa của Hajin. Vài ngày sau đó, chuyến đi ngoại khóa của cả lớp Suji đã bắt đầu. Những tia nắng ấm áp của buổi sáng cũng không thể xua đi sự lạnh lẽo từ ánh nhìn của hai cô bé. Cả lớp đi chơi mà ai cũng buồn thiu, mỗi người ngồi một góc và chẳng ai thèm nói chuyện với nhau một lời nào. Làm học sinh ở cái vũ trụ kim tự tháp này áp lực ghê luôn ó. Bầu không khí u ám đó vẫn tiếp tục vây quanh cả lớp của Suji. Bất kể họ đi đến đâu, xem được những gì hay cảnh quan nơi đó có đặc biệt hay không. Lúc đến bãi biển, Suji ngồi đó cùng các bạn. Jaejin thắc mắc vì sao chưa thấy động tĩnh gì từ file ghi âm. Đáng lẽ khi nó được tung lên thì sẽ đi kèm với sóng to gió lớn chứ không thể yên tĩnh như thế này được. Suji chỉ nói mình sẽ tạm dừng chuyện đó lại một thời gian. Khi cả lớp vào bên trong, Suji đã gặp Hajin. Suji đã không thể giữ được cái đầu lạnh như trước đây. Cô không thể tin được cô bạn trước mặt mình lại muốn đi xa đến như vậy. Bố là người thân duy nhất của Suji. Vì vậy mà bây giờ Suji thật sự không biết phải làm thế nào. Khi được hỏi về lý do vì sao Hajin phải làm đến như vậy, cô bé nhìn Suji với ánh mắt của kẻ chiến thắng. Thứ mà Hajin muốn chính là làm cho đối thủ sụp đổ. Hajin muốn bạn bè Suji khinh thường và rời xa cô bé. Hơn nữa, Hajin muốn Jaeun phải trở lại với vị trí của mình. Những gì mà Hajin vừa làm chỉ là khởi đầu mà thôi. Skill mạnh nhất của Hajin là nắm được điểm yếu của người khác. Và cô bé đã tận dụng nó một cách triệt để. Sau khi thành công khiến Suji phân tâm bằng việc của bố mình, Hajin lập tức ra tay với những bạn ở bên cạnh Suji. Đầu tiên là Jaejin. Yếu điểm của nữ idol này chính là Eun Jung. Đồng thời, Jaejin cũng chính là yếu điểm của Eun Jung. Thế nên Hajin đã tác động tới công ty giải trí mà Jaejin đang làm thực tập sinh. Công ty đó đã bỏ qua các thực tập sinh khác và mau chóng cho Jaejin được debut. Đổi lại, Eun Jung phải rời khỏi giải bơi sắp tới. Giải này cũng là điều kiện để Eun Jung vào đội tuyển quốc gia. Đương nhiên là vì Crash nên Eun Jung đồng ý. Biết được điều đó, Jaejin đã mắng cho Eun Jung một trận. Nhưng Eun Jung đã quyết định rồi nên Jaejin không làm gì khác được. Hajin lại có một cách khác. Điều đó được thực hiện hay không là tùy vào thái độ của Jaejin. Đối tượng tiếp theo là Jaehyung. Hajin đã thuê hacker truy cập vào điện thoại của Jaehyung và lấy những bức ảnh về sở thích lạ lùng của cô bé. Nhưng Hajin cũng biết đó không phải là điểm yếu hiện tại của Jaehyung mà chính là ông anh của cô bé, người chuẩn bị phỏng vấn vào công ty luật. Và thật may mắn làm sao khi người đại diện bên công ty luật đó lại có một mối quan hệ nhẹ nhàng với bà nội Hajin. Hajin dự định sẽ mang mấy tấm ảnh này gửi kèm một ít nội dung sang bên đó xem. Không biết là khi đó ông anh cậu có đậu phỏng vấn không nhỉ? Jaehyung nghe xong thì tự hỏi. Cái con này không biết 18 năm qua nó đã ăn gì mà trong đầu lại có thể chứa được những mưu mô ghê gớm như vậy. Sau đó cả lớp tham gia một môn thể thao dưới nước. Đó là một hồ huấn luyện bộ môn lặn có bình khí nén. Hajin ngồi một góc rồi đột nhiên tiến lại gần mép hồ. Cô bé nhìn xuống bên dưới đáy hồ. Có thứ gì đó trong ký ức khiến nét mặt Hajin thay đổi nhanh chóng. Khi cả lớp đang chú ý đến hai cô bạn vừa kết thúc phần lặn của mình thì Hajin bị rơi xuống nước. Các bạn biết cô bé không thể bơi nên nhanh chóng nhảy xuống cứu. May mắn là có Eun Jung và Jaeun cùng nhân viên cứu hộ ứng phó nhanh chóng, chứ không là hết phim để xem rồi. Khi Hajin được đưa lên an toàn, cô bé nói mình vô ý nên trượt chân. Lúc này thầy chủ nhiệm cũng chạy đến để hỏi thăm Hajin rồi nhìn mấy bạn khác lải nhải trách móc. Nghe ồn quá nên Hajin quát một cái rồi nhẹ nhàng chạm đế giày lên chân ông thầy. Các bạn khác nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên vô cùng, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Hajin suy sụp như vậy. Nhưng trong đó có một người biết rõ nguyên nhân vì sao Hajin rơi xuống hồ. Người đó là Ui. Vốn đã cay Hajin vì đá mình ra khỏi hội nên trong một giây kích động, Ui đã liều lĩnh làm điều mà mình không thể chịu trách nhiệm. Nhưng sau đó Ui cũng tiết lộ những gì mình nhìn thấy. Các bạn ấy cũng giống như Ui, họ cũng ghét, cũng muốn những điều tồi tệ sẽ đến với Hajin. Chẳng qua là Ui không giỏi kiềm chế được bản thân mình thôi. Nếu khi đó Jaeun không suy nghĩ mà nhảy xuống hồ thì có lẽ khi người cứu hộ đến thì mọi chuyện đã khác rồi. Trong khi đó, bố của Hajin, bố lớp trưởng Joa và bố của Jaeon cũng đang có một buổi đàm đạo. Họ đang nói chuyện về trò chơi của mấy đứa nhỏ. Bố lớp trưởng thấy nó dần đi quá tầm kiểm soát nên muốn trao đổi về trò chơi đó. Nhưng ông bố của Jaeon lại nghĩ đó chỉ là một trò chơi của tụi nhỏ, có hại gì được chứ. Bố của Joa tiết lộ những gì ông biết, rằng trò chơi đó không chỉ đang tồn tại ở lớp học mà nó đã lan ra đến bên ngoài. Dường như những người thân, bạn bè và bố mẹ của các học sinh đều đã bị dính vào đấy. Cho nên ông ấy hỏi ý kiến của bố Hajin về việc họ có nên ngăn chặn nó hay không. Ông ấy trầm ngâm suy nghĩ vì ông ấy sợ con gái mình. Con bé rất giỏi nắm điểm yếu của người khác. Và bằng chứng, ông rút ruột, tài sản của công ty lại đang nằm trong tay Hajin. Cô bé mà nói với bà nội là ông về vườn liền. Cuối ngày, cả lớp của Suji di chuyển đến một khu resort sang trọng. Cả lớp vào trong và bắt đầu chia nhóm để xếp phòng. Thầy chủ nhiệm để học sinh tự chọn nhóm nên cũng mất khá nhiều thời gian vì nhiều bạn chả muốn ở chung với nhau. Cuối cùng nhóm của Suji có thêm một bạn nữa sẽ ở cùng phòng. Đó là cô bạn Jujin, người bạn từng thân với Jaeun nhưng đã không bỏ phiếu cho cô bé. Vì thế mà Jaeun đã bị rớt xuống hạng F. Jujin nghe sự mỉa mai từ Jaehyung cho hành động đó thì vẫn bình thản trả lời. Nếu ở vị trí của tôi thì cậu hay cậu ấy cũng đều sẽ hành động như vậy thôi. Sau khi nhận phòng xong, các nhóm bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động thả đèn trời vào buổi tối. Khi Jujin đến muộn, Jaeun đã chủ động tránh sang một bên để nhường chỗ cho bạn mình. Hành động đó khiến Jujin hơi ngượng.
Jae-hyung nhìn bạn mình và nở một nụ cười vui vẻ. Tối đó cả lớp thả đèn xong thì Ha-jin cũng nhắn tin cho Jae-jin và Jae-hyung. Có vẻ Ha-jin đang chuẩn bị làm một điều gì đó bất ngờ vào ngày mai. Hành động buổi chiều của Ja-eun khiến Su-ji thắc mắc, vì cô bé biết Ja-eun vẫn chưa tha thứ cho Ju-jin. Nếu Ja-eun làm như vậy sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm. Ja-eun chỉ trả lời rằng mình chỉ nghĩ mọi người đều có thể là bạn. Nếu không có trò chơi đó thì tất cả lớp đã là bạn rồi. Ngay lúc đó một chiếc bánh kem được mang ra. Vì hôm nay là sinh nhật Su-ji nên các bạn đã cố ý chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Su-ji rất vui và mọi người cũng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Những bức ảnh đó cũng được cô bạn Gu-ji nhìn thấy. Cô bé vẫn còn bị tác động tâm lý mạnh mẽ từ khi các bạn trong lớp bắt nạt mình. Seung Hwa lo lắng cho em gái hỏi cô ấy có muốn làm bạn với những cô bé đó không. Gu-ji nhớ lại những lần mình bị tra tấn ở trường học. Những hình ảnh đó khiến cô bé lo sợ và mãi đè nặng tâm lý đến tận bây giờ. Seung Hwa nói cô bé yên tâm, anh sẽ giúp Gu-ji ra khỏi căn phòng đó. Trở lại với Su-ji, khi các bạn đã vào phòng, Su-ji ra ngồi một mình ngoài hồ bơi. Jae-won là người đã lập trình ứng dụng bình chọn cho trò chơi này. Cô đến nói lời cảm ơn Su-ji vì đã giúp mình trong vụ ném bóng. Jae-won nói Su-ji nếu cần gì thì cứ nói rồi nở một nụ cười chân thành. Jae-won nói mình sẽ làm bằng 1000% sức lực. Tối đó Ja-eun nhận được một cuộc gọi từ mẹ, thế nên Ja-eun đã xuống tầng hầm để gặp bà. Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi do Ha-jin sắp xếp. Mẹ Ja-eun vẫn nghĩ con mình và Ha-jin là bạn thân nên mới nhờ lái xe đưa bà đến gặp con gái sau nhiều năm bà chuyển về Busan sinh sống. Sau khi bà đi, Ha-jin nói về hai chữ bạn thân mà bà ấy vừa nói và khẳng định mình sẽ khiến Ja-eun trở lại với sự cô lập như trước đây. Sáng hôm sau, Ha-jin bắt đầu thực hiện việc mình đã nói. Trong trò chơi bắn súng, Seon-eun Bion đã thay đổi một ít thể lệ. Các nhóm sẽ thi đấu với nhau. Bất cứ ai bị bắn trúng 3 viên đạn sẽ bị cho vào nhóm nguy hiểm. Sau khi mọi người bắt đầu di chuyển, Ju-jin cảm thấy không thoải mái với nhóm của Su-ji nên đã đổi áo cho Jae. Điều đó cũng khiến cô bé lọt vào nhóm nguy hiểm khi một tin nhắn được gửi đến tất cả các bạn trong lớp. Mục tiêu của họ là những người thuộc nhóm Su-ji đang mặc áo đen. Và kết quả cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên, Jae-jin vẫn an toàn nhờ có Crash đứng ra đỡ đạn thay cô bé. Hiện tại có 5 bạn lọt vào nhóm nguy hiểm. Trong 5 người này sẽ có một người nhận lấy hạng F và chịu hình phạt kinh khủng nhất. Để xem ai sẽ là người hạng F thì cả 5 người sẽ phải giơ súng về phía một trong 4 người còn lại và kể ra những lỗi lầm của người đó. Ai bị kể tội nhiều nhất sẽ là hạng F. Để thực hiện điều đó, cả lớp cũng thực hiện một cuộc biểu quyết dân chủ. Và nó cũng nhanh chóng được thông qua với đa số cánh tay đồng ý. Bởi vì các bạn ấy đã từng hiểu cảm giác an toàn khi có một người mãi mãi ở hạng F. Cảm giác đó đã mất đi từ khi Su-ji xuất hiện, nên chỉ cần vài lời nói cả lớp hầu như đều giơ tay. 5 cô bạn xếp thành một vòng tròn và bắt đầu suy nghĩ về những lỗi lầm của bạn mình. Nhưng không ai trong số họ nghĩ ra được lỗi nào của người trước mặt. Bất ngờ Jae tự quay súng và kể tội chính mình. Cô bé đã phản bội bạn của mình. Cô bé liên tục lặp lại trong sự ân hận và nước mắt. Điều đó khiến cho mọi người xung quanh không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Su-ji và các bạn khác cũng bắt đầu làm điều tương tự. Họ kể ra những điều mà họ đã làm và tự nhận lỗi một cách vui vẻ. Những lời kể tội liên tiếp được nói ra cùng tiếng cười. Điều mà chỉ có những người bạn thật sự thân thiết mới có thể làm được. Những gì đang diễn ra khiến nét mặt của Ha-jin thay đổi. Nhìn thấy điều đó, Eun Bion khích lệ ra Jae-on để cô bạn mình bước ra lập lại trật tự. Nhân tiện đó cũng để lấy lòng Ha-jin luôn. Nhưng hành động đó đã bị Eun Jung ngăn cản. Vì vậy mà hai người bắt đầu ẩu đả. Hậu quả là một cây đinh đã đâm vào chân Eun Jung khi cô bé bị ném vào vách. Vụ việc này sẽ trở nên nghiêm trọng đối với danh tiếng của trường nếu bị lộ ra bên ngoài. Nên vừa xảy ra chuyện là thông tin đã được báo về trường. Phụ huynh của Ha-jin lập tức đến trường để căn dặn bà hiệu trưởng. Tuyệt đối không được để chuyện này lọt ra ngoài. Sau buổi bắn súng, vì Ju-jin đã đổi phe nên Jae đã quay trở lại với đội của Su-ji. Jae nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn. Điều đó làm cô bé cảm thấy ấm áp và vui hơn thời gian trước đó rất nhiều. Tối đó ai cũng lo lắng cho sức khỏe của Eun Jung nên không thể nào ngủ được. Khi Su-ji và Jae-jin ra ngoài phòng khách để chờ tin tức từ bệnh viện thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên. Đó là cuộc triệu tập của thầy chủ nhiệm để thông báo về tình hình của Eun Jung. Eun Jung đã được đưa đến bệnh viện ở Seoul để phẫu thuật. Thầy nhắc nhở học sinh của mình phải giữ mồm giữ miệng. Việc của Eun Jung chỉ là sơ suất thôi, và cha mẹ bạn ấy cũng đã đồng ý hòa giải. Jae-on sẽ bị phạt trực nhật 2 tháng. Nghe vậy, Jae-on nói 2 tháng đó em sẽ bảo người hầu của mình làm. Sau đó Jae-on loạng choạng bỏ vào trong. Vì mới uống vài lon lúa mạch nên Jae-on chả nể nang ai. Một tin nhắn được gửi đến Jae-jin. Sau khi đọc tin nhắn, Jae-jin tức giận vừa khóc vừa chửi vừa đánh Jae-on. Tin nhắn đó được gửi từ huấn luyện viên của Eun Jung. Vì cây đinh ghim vào xương nên vết thương nghiêm trọng đó đã kết thúc luôn sự nghiệp vận động viên của Eun Jung. Su-ji nhớ lại những gì mà Jae-on đã làm với mình và các bạn cùng lớp. Su-ji bước tới ngăn Jae-jin lại và nói cô bé hãy kiềm chế. Su-ji sẽ tự tay nghiền nát bọn họ. Lời nói đó cũng đã làm Ha-jin khẳng định đối thủ của mình đã quay trở lại. Và họ sẽ cùng chơi trò chơi này một cách đàng hoàng. Trở về trường khi cả lớp bắt đầu một ngày học bình thường, Su-ji đã lên kế hoạch tiếp theo cho mình. Cô bé lựa chọn ra những cái tên trong lớp và gửi một lời nhắn tới từng bạn. Nếu có thể ẩn danh thì cậu sẽ tham gia cùng bọn tớ chứ. Sau đó Su-ji quay trở lại để lấy kết quả. Bây giờ cô bé đã có thêm một số đồng minh. Ngày hôm đó lớp trưởng Do A đến gặp bố sau khi ghé thăm Eun Jung tại bệnh viện. Ông ấy kể rằng đội pháp lý của tập đoàn gia đình Ha-jin đã đưa cho bố mẹ Eun Jung một số tiền và ép họ phải im lặng.
Vì thế mà không có bài báo nào đưa tin về chuyện đó. Tuy nhiên do ả lại biết có một nơi khác để tin tức được truyền đi, đó là ứng dụng mà những học sinh đang sử dụng. Trên đó đã lan truyền tin đồn Ưn Dung bị bạo lực học đường và nó cũng sớm bị người lớn biết chuyện. Cùng lúc đó bố Hajin mang đống hồ sơ biển thủ của ông ra. Ông ấy quyết tâm muốn đưa Hajin sang Mỹ vì đã chịu đựng quá đủ rồi. Đứa con gái này của ông mà còn ở đây thêm một thời gian nữa thì ông sẽ đi viện tâm thần mất. Ông chả sợ chuyện mình biển thủ bị bà nội Hajin phát hiện nữa. Hajin ngồi đó rồi đưa tay lấy gói thuốc trên bàn. Cô nhẹ nhàng bật máy lửa để trêu tức ông già. Hajin nói điểm yếu của bố không phải là cuốn sổ này mà là con ấy. Bà nội đã mô tả về bố rất đúng. Chỉ hai chữ thôi, cầu thả. Nói xong Hajin bỏ đi và mặc kệ ông bố đang tức giận. Bà vợ cũng chạy vào để báo cho ông biết về chuyện đánh nhau ở trường đang trở thành một tin đồn lan rộng. Ngày hôm sau khi cả lớp đang bắt đầu buổi họp để quyết định hình phạt cho Ja Jae-on thì thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy gắt gỏng gọi Ja Jae-on lên văn phòng ngay lập tức. Sau khi lên đến nơi, Ja Jae-on nhận được tin mình bị buộc phải chuyển trường. Ja Jae-on tức giận đập phá khắp văn phòng. Thầy chủ nhiệm cũng tranh thủ vòi ít tiền để ông ta nói với trường bên kia rằng Ja Jae-on chỉ là nạn nhân thôi, hoặc ông ta sẽ nói với bố Ja Jae-on mọi chuyện. Nhưng lúc đó người vừa được nhắc đến cũng xuất hiện. Vừa đến nơi ông ấy đã cho Ja Jae-on một cái tát trời giáng. Sau đó ông liên tục đánh con gái mình như tên du côn đầu đường xó chợ. Ông đánh mà không một chút thương tiếc, cứ như thể ông đang trút hết sự tức giận lên người kẻ thù của mình vậy. Tin tức được lan truyền trên ứng dụng đó đến từ các tài khoản ẩn danh do Seung Hwa tạo theo lời Suji. Vì Hajin có thể dùng tiền để khiến truyền thông im lặng nhưng truyền miệng thì không gì có thể ngăn được. Một khi nó được lan truyền một cách có chủ ý thì không gì có thể ngăn lại. Việc Ja Jae-on bị chuyển trường nằm ngoài sự tính toán của Hajin. Cô bé lập tức đến văn phòng vì biết mẹ của mình cũng đang ở đó. Giọng Hajin run run vì tức giận và yêu cầu bà phải đưa Ja Jae-on trở về lớp của mình. Nghe xong bà phản đối ngay lập tức, mặc kệ thái độ tức giận của con gái. Đúng lúc đó bà chủ tịch bỗng xuất hiện và mắng mẹ Hajin khi không thể làm tròn công việc của mình. Sau đó bà quay về phía Hajin mà nở một nụ cười thật tươi. Đứa cháu quý giá của ta, trường học là nơi rèn luyện cho người lãnh đạo, rèn luyện cách quản lý và kiểm soát con người. Chỉ cần cháu yêu cầu ta sẽ cho cháu mọi thứ, miễn là cháu không được cầu thả. Tối đó Hajin đứng trước nhà Ja Eun và gọi cô bé ra xem trò vui. Khi Ja Eun bước ra, cô bé nhìn thấy Hajin đang cầm một cây kéo đứng nhìn mình. Hajin giơ kéo lên nhìn Ja Eun rồi mím môi cắt đi mái tóc của mình trước mặt cô bạn. Sáng hôm sau khi thấy mái tóc mới của Hajin, cả lớp vô cùng bất ngờ. Ai cũng nghĩ là hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng mới khiến Hajin làm như vậy. Suji cũng nhận ra thái độ dần xa cách của Ja Eun, nhưng cô vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Suji suy nghĩ mãi về nguyên nhân của chuyện đó và cảm thấy khá khó chịu vì sự đột ngột này. Suji đến gặp Seung Hwa thì được tiết lộ về một hệ thống nghe lén được anh âm thầm để vào điện thoại của Ja Eun. Và nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi gần đây của Ja Eun thì anh cũng biết. Nhưng trước khi nghe đoạn ghi âm đó, anh ấy muốn Suji xem một bài báo. Bài báo viết về bố của Suji. Nó nói mối quan hệ của ông và tập đoàn lớn sẽ làm ảnh hưởng đến quân đội. Bài viết đó cũng mau chóng dẫn đến kết quả là bố của Suji bị quân đội điều tra. Quay trở lại lớp học, Suji nhớ đến đoạn ghi âm tối qua. Khi mang cây kéo đến nhà Ja Eun, Hajin đã hăm dọa cô bé bằng một điểm yếu mới. Đó chính là Suji, bạn thân của Ja Eun, sẽ bị Hajin biến thành kẻ bắt nạt. Và chuyện đó sẽ đi theo Suji đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào Suji có mặt. Nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì cậu hãy quay về hạng F. Chỉ cần một mình cậu ở đó, tất cả các bạn khác sẽ an toàn. Cậu nợ tôi mà. Đó là những gì mà Hajin đã dùng để biến Ja Eun trở về con người như xưa. Nhưng lần này Suji sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô bé đã có một kế hoạch khác. Suji biết bây giờ nhóm của cô bé đã mạnh hơn đối thủ. Vì sau hơn một năm tham gia trò chơi này, các bạn trong lớp cũng sớm nhận ra thứ đã làm họ thay đổi. Suji bắt đầu gặp riêng từng người. Trong số đó đương nhiên có cả Ja Eun. Sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, Suji lên sân thượng gặp các bạn. Hiện tại nhóm của họ đã tập hợp được 11 thành viên. Suji lên kế hoạch để chuẩn bị cho ngày sự kiện sắp tới của trường. Sự kiện của trường diễn ra vào thứ năm, ngày mà trò chơi Kim Tự Tháp quay trở lại. Hôm đó là lễ hội mà cả trường mong đợi nhất, vì thần tượng của mọi người Jaejim sẽ biểu diễn tại trường lần đầu sau khi debut. Nữ idol xuất hiện cùng các thành viên trong nhóm nhạc để mở màn lễ hội. Âm nhạc sôi động, vũ đạo uyển chuyển cùng sự đáng yêu của mình. Jaejim và nhóm của mình đã làm bầu không khí trở nên vô cùng sôi động. Trong khi đó có hai người đặc biệt xuất hiện tại lễ hội này. Đó là Seung Hwa và một người bí ẩn bên trong bộ đồ gấu bông. Người đó có vẻ như đang tìm kiếm một ai đó và nhìn thấy Jaejim lướt qua. Cô bé đang khóc và rời khỏi khu vực lễ hội một mình. Đúng 1 giờ cũng là thời gian cả lớp Suji trở về phòng để bắt đầu bỏ phiếu. Khi lớp trưởng điểm danh thì Ja Jae-on đột nhiên xuất hiện và nói mình vẫn còn là thành viên trong lớp này. Vừa dứt lời thì tiếng còi cứu thương vang lên. Người nằm trên cáng là Jaejim. Cô bé vừa được đưa đi cấp cứu. Có vẻ tình hình khá nghiêm trọng nên Suji vô cùng lo lắng cho bạn mình. Sau buổi biểu diễn, Jaejim nhận được một tin nhắn từ bạn mình. Đó là một lời chúc mừng ngày cô bé debut. Thế nhưng nó đã làm Jaejim bật khóc. Một lúc sau khi Suji đến hồ bơi theo lời hẹn trước đó, cô bé thấy Jaejim đã bất tỉnh dưới sàn. Suji lập tức gọi cấp cứu. Nhìn cảnh bạn mình được đưa lên xe cứu thương, tâm trạng Suji vô cùng quyết tâm. Trong lúc đó ở lớp học đang chuẩn bị bắt đầu cuộc bỏ phiếu tiếp theo, lớp trưởng thông báo Hajin có một số chuyện muốn nói. Cô bé muốn thay đổi một điều nho nhỏ trong lần bầu chọn thứ 16 này. Đó chính là vấn đề liên quan đến hạng F. Hôm nay sẽ chỉ bầu chọn một người nhận hạng F mà thôi.
Người nào hôm nay ở hạng F thì sẽ giữ vị trí đó cho đến cuối năm học và không thay đổi cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi này mau chóng làm các bạn trong lớp hoang mang. Cứ nghĩ đến việc mình thành mục tiêu suốt cả năm học thôi cũng đổ mồ hôi rồi. Đúng lúc này tiếng động mạnh từ cánh cửa đã khiến các bạn trong lớp phải quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt họ là gương mặt và ánh mắt sắc lạnh của Suji. Như cảm nhận được luồng sát khí trong ánh mắt đó, cả lớp chỉ dám ngồi nhìn và không một âm thanh nào phát ra. Suji tiến đến chỗ Hajin, túm áo đẩy Hajin vào vách tường. Hành động đó khiến cả lớp được một phen hốt hoảng. Suji hỏi Hajin rằng mày đã làm gì Jaejim hả? Các bạn trong lớp nghe câu hỏi cùng hành động của Suji liền liên tưởng đến tiếng còi xe cứu thương vừa nãy. Suji tiếp tục nói về hậu quả mà trò chơi kim tự tháp đã mang đến. Nó đã từng khiến cô bạn Guji từ một học sinh năng động trở thành Hikikomori. Từ này được dịch lại một cách mỹ miều là những ẩn sĩ thời hiện đại. Nó bắt nguồn từ Nhật Bản và dùng để gọi những người tự ra mình trong nhà không giao tiếp với bất kỳ ai. Không chỉ thế, trò chơi này còn khiến Ra Eun nhiều lần dùng dao vẽ lên cổ tay của chính mình. Sự nghiệp bơi lội của Eun Jong thì đang lâm nguy. Lần này thì đến Jaejim. Suji quay xuống hỏi mọi người trong lớp tụi bay còn chưa giác ngộ sao. Hajin biết mình đang có gì và các bạn trong lớp sợ mình vì lý do gì. Cô bé vẫn bình tĩnh và lạnh lùng mời Suji ngoan ngoãn về chỗ ngồi và tiếp tục nói về trò chơi. Suji nghe được chuyện giữ cố định hạng F cho một người thì không dám tin vào tai mình. Điều đó sẽ là một bi kịch. Hai đứa bắt đầu tranh cãi. Ai cũng cố gắng đưa ra quan điểm của mình. Cuối cùng Suji quyết định để các bạn trong lớp sẽ tự biểu quyết. Nếu đa số các bạn trong lớp đồng ý thì cô bé cũng sẽ chấp nhận nó. Suji nhìn vào mắt Hajin và khẳng định mình sẽ xóa sổ trò chơi này. Cô bé quay xuống hỏi các bạn của mình. Các bạn sẽ chọn ai để giữ hạng F đến cuối năm? Người ngồi cạnh hay cô bạn bàn bên? Còn mình thì mình sẽ không chọn ai cả vì chúng ta là bạn. Câu hỏi của Suji khiến cả lớp phải suy tư. Sau chuyến đi ngoại khóa, mọi người nhận ra họ từng có một khoảng thời gian vui vẻ như thế nào. Niềm vui đó chỉ đến khi có những người bạn bên cạnh. Nhìn thấy các bạn trong lớp bắt đầu phân vân, Suji tiếp tục nhắc đến bốn người bạn đã vắng mặt trong lớp vì trò chơi này. Đây là quyết định của mọi người. Nếu các bạn không muốn thì chỉ cần đứng dậy. Chúng ta sẽ cùng xóa ứng dụng trò chơi này. Suji biết Hajin tự tin để thay đổi trò chơi hôm nay là bởi vì Hajin có một quân bài tự nguyện. Quân bài đó chính là Ra Eun. Cô bé vẫn còn nghĩ mình mắc nợ Hajin vì một chuyện trong quá khứ, cộng với việc lo lắng cho Suji, nên chắc chắn Ra Eun sẽ tự nguyện trở thành hạng F. Vì vậy mà lúc này Suji chỉ cần Ra Eun ngồi yên không làm gì cả là đủ rồi. Nhưng bất ngờ Ra Eun là người đầu tiên đứng lên và nói tôi sẽ xóa nó. Quyết định này của Ra Eun được đưa ra sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hajin. Hajin đã lên kế hoạch này để Suji nhận hạng F. Bởi vì Hajin biết nếu như Ra Eun tự nhận nó thì Suji sẽ ngăn cản. Như vậy Ra Eun sẽ tiếp tục bị dằn vặt vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến Suji bị như vậy. Sau Ra Eun, những bạn khác cũng bắt đầu có dũng khí để đứng dậy. 5 người, 7 người, 9 người rồi 11 người. Lúc này chỉ cần có thêm một bạn nữa đứng dậy thì Suji sẽ thành công. Bất ngờ Ra Jeon đứng dậy hỏi Hajin mình nên làm gì đây hả bạn tôi. Vậy là đã đủ 12. Nhưng Suji từ chối phiếu của Ra Jeon bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì Ra Jeon không còn là thành viên trong lớp này. Thứ hai là sự nghiệp bơi lội của Eun Yang bị hủy hoại nên Ra Jeon không xứng đáng. Ba chữ không xứng đáng đó lọt vào tai Ra Jeon và làm cô bé nổi máu điên. Ra Jeon tính lao đến ăn thua đủ với Suji, nhưng cô bé lại chọn con đường đi ngang qua chỗ Ra Eun đang ngồi. Khi thấy Ra Eun ngăn cản, Ra Jeon liền ra tay với bạn mình để xả cơn giận. Trong lúc đó tại văn phòng cô giáo Choi đang lướt mạng xã hội thì nghe được một đoạn ghi âm. Nó làm cô ấy ngạc nhiên và hoảng hốt. Một giáo viên khác cũng bấm vào xem một đoạn video. Đó là hình ảnh được phát trực tiếp từ lớp học. Quay trở lại lớp học, Ra Eun cảm thấy phim đã quay xong rồi nên cô bé đứng dậy lạnh lùng tiến lại gần Ra Jeon. Ra Eun chụp lấy hai tay Ra Jeon rồi đè ngã xuống đất. Ngay cả mấy bạn học judo mà Ra Eun cũng chấp một tay thì Ra Jeon có nghĩa lý gì? Ra Eun lạnh lùng nhìn cô bạn mình la làng dưới sàn nhà. Đến khi một giọng nói vang lên, người thứ 12 đó chính là lớp trưởng. Lớp trưởng ít nói, lớp trưởng chỉ làm thôi. Nhưng mỗi lần lớp trưởng làm cái gì thì ai cũng phải nể. Lớp trưởng là người thứ 12 đồng ý, cũng có nghĩa là trò chơi chính thức kết thúc. Nên cô bé chả cần nói gì, chỉ cần xóa ứng dụng thôi. Việc do à đứng về phe Suji đã khiến Hajin khá bất ngờ. Suji mừng vì sự thuyết phục của mình đã thành công. Một thỏa thuận ngầm giữa Suji và do à đã được thiết lập trước đó. Chính do à là người đã lắp chiếc camera phát tín hiệu trực tiếp lên tấm bản trong lớp. Với sự đồng ý từ người thứ 12 là lớp trưởng, trừ các thành viên không có mặt và Ra Jeon bị loại bỏ tư cách thì lớp còn 22 người. Với 12 phiếu đồng ý, Suji tuyên bố chấm dứt trò chơi này. Cùng lúc đó, các thầy cô trong trường cũng xông vào để tìm chiếc camera giấu kín ấy. Lúc này cô bạn Eun Byeon cũng được gửi một đường link cho xem. Thấy hình ảnh lớp học mình, trong đó Eun Byeon giật mình quăng luôn điện thoại. Khi ông thầy chủ nhiệm tìm được chiếc máy quay, bà hiệu trưởng lập tức ném và giẫm nát nó trong cơn tức giận. Tiếng la hét trời của hiệu trưởng khiến học sinh sợ run người. Đoạn video trực tiếp đã khiến cộng đồng mạng được một phen rúng động, hàng trăm nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Trò chơi bạo lực đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và Hajin là cái tên gây chú ý nhất. Sau đó Suji lên sân thượng để lấy chiếc laptop của ông anh Seung Hoa đã dùng để kết nối với chiếc máy quay. Lúc này Ra Eun cũng lên đến nơi. Suji cảm ơn bạn mình vì lúc nãy cứ nghĩ Ra Eun sẽ tự nhận vị trí F. Ra Eun nói mình cứ nghĩ rằng nếu một mình cô bé chịu tổn thương thì sẽ không ai khác bị nữa. Nhưng cuộc trò chuyện của Hajin đã khiến Ra Eun nhận ra là không phải như vậy. Lúc này các bạn khác cũng lên đến đây.
Họ đang lo lắng cho Jae-jin vì không ai có thể liên lạc được với bạn ấy. Suji muốn cười mà sợ các bạn bị sốc nên ráng nhịn. Sau đó Suji dẫn mọi người vào bệnh viện để thăm Jae-jin. Cô bé có bị gì đâu, mà trái lại Jae-jin còn tươi hơn bình thường luôn. Suji kể lại lúc ở trường. Sau khi vào hồ bơi, Jae-jin gọi điện thoại cho Eun-jung nhưng không được. Thế nên Jae-jin đành gửi một tin nhắn thoại để bạn mình chăm chỉ mà phục hồi. Lúc đó một người bí ẩn bên trong bộ đồ gấu bông tiếp cận Jae-jin từ phía sau. Suji chưa kịp bất ngờ thì cô bạn Guji cũng chạy vào rồi phi thân đạp con gấu một phát. Ai ngờ cú đạp đó lại khiến con gấu nhào vào người Jae-jin và khiến cô bé nằm dài ra sàn. Không biết vì sợ hay vì muốn bắt người đó và Guji bỏ Jae-jin lại để đuổi theo. Mà chắc là biết có Suji ở đây rồi nên mới vậy. Sau khi Jae-jin được đưa đến bệnh viện thì kẻ theo dõi đó cũng đã bị bắt. Sau khi chào tạm biệt Jae-jin và nhận một lời cảm ơn chân thành từ Eun-jung, Suji lập tức đến cửa hàng tiện lợi vì vẫn còn chuyện mà cô bé phải làm. Đó là những tài liệu mà Seung Hwa đã lấy được từ máy tính để bàn của ông thầy chủ nhiệm. Nó khá nhiều nên hai người phải cần một thời gian để tìm ra thứ mà họ cần. Sau một lúc trò chuyện, Seung Hwa lấy tấm ảnh gia đình ra xem thì Suji mới nhận ra người vừa nãy cứu Jae-jin là Guji. Ông anh nghe vậy liền chạy về trường vì lo cho em gái sẽ gặp chuyện. Khi đến nơi, Guji đang thẫn thờ bước đi và cẩn thận nâng niu chiếc cài tóc mà Jae-jin đánh rơi. Cô bé nhớ lại sáng nay khi cô lại nhìn thấy bình luận tiêu cực của một kẻ theo dõi Jae-jin. Guji đã nhiều lần nhìn thấy tài khoản đó đăng tải những lời nói biến thái và lần này cũng vậy. Nhưng nó kèm với một bức ảnh của Jae-jin ở trường. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần idol của mình, Guji quyết tâm ra ngoài và chạy đến trường để bảo vệ Jae-jin. Trong khi đó, cô giáo Na-hi cũng có mặt tại đồn cảnh sát để tố cáo bạo lực học đường. Phía phụ huynh học sinh thì cũng khá căng thẳng. Đoạn video trực tiếp đó đã khiến mẹ Ha-jin tức đến sôi cả máu. Tức đến mức mà hai người đó còn ở lại thì bà sẽ lao vào mà cấu xé họ. Những người khác cũng nhanh chóng nghe ngóng thông tin trên truyền hình. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Người tức giận, người phẫn nộ, người thì đau đớn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà bà chủ tịch phải tức giận với cháu gái mình. Tối đó Suji cũng nói với bố mình lý do mà cô bé không nói cho ông biết những chuyện ở trường. Vì ông đã từng dạy Suji khi chuyện gì đó đến thì phải tự tìm cách để đương đầu. Và nếu có nói ra thì ông cũng chỉ xem đó như một trò đùa rồi phớt lờ nó thôi. Sáng hôm sau, Gia Eun vừa ra khỏi nhà đi học thì nhìn thấy chiếc máy lửa mà Ha-jin đã đánh rơi. Vật đâu thì chủ đó. Bước thêm mấy bước thì gặp ngay Ha-jin. Cô bé đến đây để tiếp tục sử dụng mấy chiêu tâm lý hay dùng với Gia Eun. Nhưng lần này Gia Eun đã khác rồi. Gia Eun không quan tâm đến những chuyện quá khứ đó nữa. Nói xong, Gia Eun đặt món đồ mà Ha-jin đã đánh rơi vào tay bạn mình rồi rời đi. Nhìn chiếc bật lửa trên tay và bóng lưng Gia Eun đang dần khuất xa, gương mặt Ha-jin trở nên lạnh lùng. Nhìn gương mặt này là biết sắp có một chuyện kinh thiên động địa rồi. Sau khi đến trường lớp của Suji phải tạm thời tách lớp sang học cùng các lớp khác. Đó là cách mà nhà trường thực hiện để tạm thời giải quyết các vấn đề trước mắt với phụ huynh học sinh. Sau giờ giải lao, Suji cũng nhận một tin hết hồn từ lớp trưởng. Đó là Ha-jin chuẩn bị đi du học. Tin này đến lại khiến hai cô bạn không vui mà trái lại họ cảm thấy bất an hơn. Vì đó không phải là tính cách của Ha-jin. Ha-jin sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Khi Suji nói chuyện đó với Gia Eun thì cô bé cũng nhận một cuộc gọi từ số lạ. Nói đúng hơn là số không có trong danh bạ thôi vì Gia Eun biết người gọi là ai. Cô bé cùng Suji đến bến xe để đi Busan. Suji muốn ngăn cản nhưng không được nên đành phải đi theo Gia Eun. Hai người họ đến trường tiểu học nơi mà Gia Eun và Ha-jin đã từng học. Gia Eun tiết lộ lúc đó mình đã từng làm chuyện có lỗi với Ha-jin. Đây cũng là ngôi trường của gia đình Ha-jin nên bức tượng của bà chủ tịch cũng được đặt ở đây. Lúc này Ha-jin cũng bước ra. Cô bé giới thiệu sơ sơ cho Suji biết về ngôi trường này. Ở đây Ha-jin mới chính là nạn nhân của bạo lực học đường. Điều đó khiến Gia Eun nhớ lại chuyện lúc còn bé. Đó cũng là lúc mà trò chơi kim tự tháp hình thành trong đầu Ha-jin. Cô giáo đã hướng dẫn cả lớp tham gia trò chơi đó. Ai trả lời đúng câu hỏi sẽ được thưởng một miếng dán. Sau khi kết thúc, học sinh có nhiều miếng dán sẽ được ưu tiên trong lớp. Học sinh nào ít nhất sẽ bị phạt. Và Ha-jin là học sinh may mắn đó. Cô giáo đã phạt bằng cách cho ăn ít một chút và không cho đắp chăn khi ngủ. Các bạn khác trong lớp bắt đầu bắt nạt Ha-jin. Vì cố gắng bảo vệ bạn mình nên Gia Eun đã vô tình tiết lộ một bí mật. Đó là Ha-jin mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì câu nói đó của Gia Eun mà Ha-jin trở thành mục tiêu của mấy đứa con nít khác trong lớp. Lúc đó Gia Eun chỉ có thể đứng nhìn mà không dám làm gì. Sau khoảng thời gian đó, Ha-jin tiếp tục bị bạn trong lớp bắt nạt vì không có bố mẹ. Cho đến khi Ha-jin được bà chủ tịch nhận nuôi và chuyển đi nơi khác để học. Cuộc sống trong gia đình mới khiến Ha-jin nhận ra mình không thể yếu đuối như xưa nữa. Ngoài việc cố gắng để học, Ha-jin còn phải cố gắng để chứng minh cho bà chủ tịch thấy rằng Ha-jin giống bà ấy. Nghe Ha-jin kể lể xong, Suji phải hỏi lại. Đó là lý do để cậu thù Gia Eun đến giờ sao? Ha-jin phủ nhận. Đó không phải là lý do cho tất cả những chuyện này. Gia Eun chưa hết bất ngờ với câu trả lời đó thì Ha-jin đã lấy một đống kẹo bỏ vào miệng. Ha-jin nhẹ nhàng nhai chúng trước mặt Gia Eun. Cô bé lo cho bạn nên chạy đến tính móc số thuốc đó ra thì nhận ngay một món quà. Ha-jin đưa tay lên cổ Gia Eun và nâng niu chiếc cổ bạn mình một cách nhẹ nhàng rồi nhắc về câu chuyện ở hành lang năm ngoái, nơi mà lần đầu tiên Ha-jin và Gia Eun gặp lại nhau. Lúc đó Gia Eun vẫn là một cô bé hồn nhiên vui vẻ với bạn bè. Gương mặt rạng rỡ của Gia Eun khiến Ha-jin cảm thấy căm tức, vì Gia Eun không hề nhớ đến những gì mình đã gây ra khi còn học tiểu học. Ha-jin quay sang nhìn nét mặt của Suji rồi hỏi, sao bạn lại có nét mặt ngạc nhiên vậy? Suji ngán ngẩm trả lời, má con điên. Gia Eun cũng bất ngờ khi nghe điều đó.
Suji biết hai bạn mình chưa nghe rõ nên lặp lại. Mày đúng là con điên mà. Suji còn khuyên bạn mình nên mua xôi chè về làm lễ đổi tên, lấy họ đổ tên thừa đi cho hợp. Đừng ở đó mà giả vờ bất công. Từng lời từng chữ của Suji khiến Hajin tức đến run người. Khi Suji nói ra hết những gì cần nói cũng là lúc mà khói và lửa đã bao trùm khắp căn phòng. Bên trong đã kích hoạt hệ thống báo cháy. Lúc đó Suji cũng nhanh chóng lôi bạn mình ra ngoài. Nhưng vừa bước đi thì Hajin đã nằm dài ra sàn vì số thuốc đã bắt đầu ngấm vào người. Bất ngờ một tiếng nổ rất to phát ra gần đó. Nó khiến hai cô bé giật cả mình. Ja-eun lập tức chạy đến để lôi Hajin ra ngoài. May mắn là lúc này cứu hỏa cũng đến nơi. Ngày hôm sau có một tài khoản livestream không dám công bố danh tính đã nói về những chuyện xung quanh ngôi trường mà Suji đang học. Người đó đang cố thay đổi và định hướng dư luận theo một chiều hướng khác. Hắn ta nhanh chóng biến Suji trở thành hung thủ của bạo lực học đường. Lập luận của người đó được củng cố bằng đoạn cắt từ video trực tiếp trong lớp Suji. Sau đó là những bài báo định hướng dư luận được ai đó dùng tiền để thực hiện. Bên phía nhà trường cũng tiếp nhận điều tra về đơn tố cáo bạo lực học đường của cô giáo Nahi. Nhưng những người được mời đến để lấy lời khai đều được sắp đặt để cho ra một kết quả bất lợi đối với Suji. Những ngày sau đó liên tục là các bài viết và video nói về những người xung quanh Suji. Những chuyện nhỏ bắt đầu được xé ra thật to. Ngay cả lời khai của cô giáo trong trường cũng nhắm vào điểm yếu của Ja-eun và thầm khẳng định Ja-eun mới là kẻ bắt nạt. Sau đó Suji được mời đến sở cảnh sát để hỏi thăm vài chuyện về hôm xảy ra hỏa hoạn. Bên trong đó họ tìm thấy chiếc bật lửa được coi là nguyên nhân gây ra đám cháy. Và nó là chiếc bật lửa của Hajin. Trong khi đó ở cửa hàng tiện lợi, các bạn của Suji đang trao đổi về chuyện đang xảy ra. Mọi chuyện bất lợi đang hướng về Suji. Vì là bạn của nhau nên họ không thể ngồi yên được. Nên ngày hôm sau Ja-eun và Jae-hyung vừa tan học đã chạy đến làm quen một phóng viên. Lúc này cô giáo Choi đi ngang và nhìn thấy hành động của hai cô học trò nên cũng đoán được họ muốn làm gì. Cô giáo Choi đã lấy hết dũng khí để đến gặp cô giáo Nahi. Cô ấy có một đoạn video đã vô tình quay được vào đầu năm học này. Trong một lần gọi điện thoại với bạn trai, cô ấy đã nhìn thấy Suji bị các bạn khác trong lớp bắt nạt. Các thành viên có mặt trong đó là Ja-jae-on, Ui và Seong-a. Đoạn video đó cũng được cô Nahi gửi đến cho Suji. Ngay sau đó các bạn của Suji cũng nhận được đường link và chia sẻ nó lên khắp mọi nơi mà họ biết. Thêm vào đó chính là bài viết về câu chuyện của Ja-eun ở trường cũng vừa được đăng tải. Kế đến là lời thú tội từ Jae-jin. Cô bé đã tự quay một đoạn video để kể lại mọi việc và xin lỗi vì mình đã đứng ngoài khi các bạn mình bị bắt nạt. Câu chuyện của Jae-jin cũng được xác thực bằng hàng chục lượt bình luận của các bạn khác trong lớp. Mọi chuyện sau đó đã diễn ra một cách tốt đẹp. Jae-jin biết đoạn video đó sẽ khiến sự nghiệp của mình bốc hơi, nên cô bé cũng xác định tư thế rời bỏ ngành giải trí luôn. Lúc nói chuyện đó với Eun-jung, Jae-jin vẽ lên chân bạn mình một dòng chữ: "Tôi nhớ bạn lắm, bạn của tôi." Sau đó Jae-jin chụp lại và gửi cho một người bạn. Tin nhắn vừa đến liền làm Gu-ji hét lên. Seung-hwa liền lao vào phòng xem sao. Cứ tưởng con em gặp chuyện gì không chứ. Sau khi nói chuyện với ông anh mình một lúc, Gu-ji quyết tâm nói ra hết những chuyện của mình. Trước khi Ja-eun trở thành nạn nhân, Gu-ji không chỉ từng ở hạng F mà còn phải chịu hình phạt khủng khiếp nhất. Đó là đoạn video thoát y mà mấy đứa bắt nạt trong lớp đã quay. Vì sợ nó bị tung lên mạng mà cô bé ngày càng trở nên sợ hãi. Cô sợ đến nỗi muốn đi chầu Diêm Vương cho xong. Rồi Gu-ji dần thu mình lại trong căn phòng chật chội này. Cô bé cũng không biết tại sao. Mãi cho đến lần đuổi theo kẻ đeo bám ở trường và gặp lại Hajin. Mặc dù vẫn còn ám ảnh và sợ đến mức không thể thở được nhưng cô bé vẫn cố gắng lấy hết dũng khí và hỏi. Khi Gu-ji hỏi thì Hajin chỉ đơn giản trả lời là vì mày đạp lên chân chế. Đoạn video này thật sự đã gây ra một sự phẫn nộ không hề nhẹ trên mạng xã hội. Sau đó Ja-eun và Suji gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi. Suji đang xem lại bài kiểm tra mà mình đã làm với bài được lưu trữ bên trong máy tính của thầy chủ nhiệm. Nó hoàn toàn giống nhau ngoại trừ câu 17. Nó cũng là câu hỏi mà Eun Bae-on từng phẫn nộ với ông thầy. Vài ngày sau, hàng loạt bài báo được phóng viên đăng lên. Các bài báo nói về nghi vấn nhà trường tiếp tay cho bạo lực học đường. Ngoài ra còn có tham nhũng tuyển sinh và làm lộ đề thi. Đó là kết quả sau khi cô giáo Nahi lấy được những chứng cứ từ Suji. Thông tin từ bài báo đã khiến Bộ Giáo dục lập tức vào cuộc. Lệnh khám xét cũng được tòa án gửi xuống trường. Cả bà hiệu trưởng và ông thầy chủ nhiệm cũng bị bế về phường làm việc. Những người còn lại, những người trực tiếp tham gia vào việc bắt nạt cũng nhận lại cái kết không mấy tươi đẹp. Ja-jae-on lo lắng nằm trong phòng sau mấy trận đòn của bố. Cô bé nghĩ đến việc đi chầu trời nhưng không có đủ can đảm. Bé Ui thì được ba mẹ cho đến viện tâm thần để khám. Cô bạn Seong-a, người trực tiếp ra tay trong clip bắt nạt Suji, cũng bị đuổi khỏi trung tâm huấn luyện judo và bị tước tư cách tham gia giải quốc gia. Còn Jae-won thì có hẳn một bài viết riêng. Có rất nhiều bình luận bên dưới bài viết. Eun Bae-on thì đi biểu tình và nói mình không bắt nạt ai và cũng không gian lận thi cử. Trong khi đó các bạn của Suji và chính cô bé cũng cảm thấy không thoải mái. Bởi vì có một người vẫn bật vô âm tính. Đó là trùng cuối Hajin. Từ sau khi được đưa ra khỏi vụ hỏa hoạn vẫn không ai biết tin gì về Hajin cả. Lúc này lớp trưởng Jo-a cũng đến đây. Suji hỏi thăm bạn mình vài câu. Vì sau chuyện ở trường, Jo-a cũng bị ảnh hưởng vì nằm trong nhóm lãnh đạo. Mặc dù chưa từng bắt nạt ai nhưng cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Và kết quả là cô bé bị đuổi học. Suji an ủi bạn mình không cần cảm thấy có lỗi. Vì ít nhất Jo-a đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đứng về phía Suji. Khi Jo-a về đến nhà thì gặp bố. Ông ấy bắt Jo-a chuẩn bị đi du học. Nhưng cô bé quyết tâm ở lại và tiếp tục với tấm bằng bổ túc. Khi ông bố cảnh báo Jo-a vì đã đi quá ranh giới thì cô bé bình tĩnh trả lời. Con không đi quá giới hạn mà giới hạn của con ngày càng mở rộng hơn thôi.
Cuối cùng Do À nhắc tới bí mật của ông bố mình với cô giáo Choi. Do À đã biết hai người họ đã lén lút với nhau như thế nào. Nghe điều đó khiến ông ấy câm nín luôn. Bên phía gia đình Hajin thì sao? Họ bắt đầu rũ bỏ trách nhiệm bằng cách công bố Hajin không phải là con ruột và thông báo trả con nuôi. Coi như không còn trách nhiệm gì với Hajin nữa. Còn đối với Hajin, hình phạt mà cô bé sẽ phải nhận là những ngày tháng trong viện tâm thần, nơi của sự thờ ơ và cầu thả, nơi không ai tò mò hay tìm kiếm Hajin nữa, nơi địa ngục của Hajin sẽ bắt đầu. Một thời gian sau đó, sức khỏe của Eun Jung đã dần phục hồi theo hướng tích cực. Jae-jin đã được nhận trở lại công ty giải trí. Ông anh Seung Hwa thì từ biệt Suji để nhập ngũ. Anh hẹn 2 năm nữa khi em lớn thì anh sẽ về. Cô giáo Na-hi đứng đón Suji và các bạn khác trở lại trường sau kỳ nghỉ. Suji cùng các bạn trở lại trường sau kỳ nghỉ dài. Mọi người vui vẻ bên nhau mà không biết rằng, lúc đó ở phòng giáo viên có hai thiên kim tiểu thư vừa chuyển trường đến đây. Họ là một cặp song sinh kỳ lạ, ngồi cạnh nhau nhưng không thích nói chuyện. Chỉ dùng điện thoại để hỏi nhau về trò chơi thú vị mà Hajin đã chơi trong lớp. Thật là vui khi họ vào đúng lớp của Suji. Vì hai cô bé biết trò chơi này sẽ thú vị hơn khi có một đối thủ như thế này. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Hẹn các bạn ở mùa tiếp theo của trò chơi Kim Tự Tháp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.